ơi nhớ soạn quần size M cho em nha. Ngon, em lấy cọc quần riêng ra em chị ơi. Coi thì thấy cái size M á, bỏ riêng nè. Lên áo hoodie đầu tiên nha mấy chị ơi. Size nhỏ. Size M thôi. Đây là size M. Chị Dương tí nữa chị like những cái mẫu quần jean size M cho em luôn nha. Đang soạn nè. Kệ còn ít à chứ cũng không nhiều. Chia sĩ like dùm em nha mấy chị ơi. Lên áo hoodie trước nha. Khánh My em Hạ Quyên nè. Dạ em lên cơ quan để ok em nè. Không có size lớn hay chị. Minh Thu ơi em hỏi cái nào Minh Thu. Áo hoodie là nó đa số là phi size nha mấy chị ơi. Đa số là phi size chứ còn không phải là có size đâu. Áo hoodie á áo hoodie đồng giá 99.000 một áo nha mấy chị ơi. Áo đồng giá 99.000 áo hoodie nè, còn cái mặt là 85 nha chị Hà An. Chị hỏi mẫu nào chân váy đang mặc á là có size S, size M với size L, giá 95, chắc phải tuyết mưa nha chị Hồng Thơ ơi. Nguyễn Hồng Thơ áo hoodie trước nha mấy chị ơi, em lên áo hoodie trước. Áo hoodie là form từ 40 đến 60 kg là men vừa luôn. 40 đến 60 cái này phi size nha, hàng phi size. 40 đến 60 kg men vừa dùm em. 99.000 một áo nha, áo hoodie là đồng giá 99.000 một áo nha mấy chị ơi. Mà em cũng có ít à nha, không có nhiều. Chân váy đang mặc là có đủ size S, M, L, B size. S, M, L, B size, chất vải tuyết mưa, có quần bên trong dùm em nha. Chân váy nè, 2 tầng. Nó có lót quần bên trong cho mình luôn. Chất vải tuyết mưa, có size S, size M với size L, B size. Giá 95 là một chân váy. Còn áo đế mặc là form từ 40 đến 60 kg, giá 85, có màu trắng và là màu đen, hai màu nha. Chân váy size S chị Senis, Senis nè. 95 chị Senis, Senis. Còn áo hoodie là đồng giá 99.000 một áo nha mấy chị ơi, về phi size dùm em nha. Từ 40 đến 60. Rồi áo này em lên từng màu, từng nó không phải là nó có nhiều kiểu, nhiều mẫu khác nhau nha. Rồi a láo này chốt em xém nè, giá là 99.000 một áo, cái này có một cái duy nhất. Rồi cái này em chỉ có một cái thôi nha, giá 99.000, đúng một cái duy nhất luôn. Túi to phía trước nè. 99.000 một cái giùm em nha. Đó, a lấy xém cho em xém, giá 99.000 màu xém nha mấy chị ơi. 99.000 màu xém. Em soạn xong hết rồi đúng không? Chân váy size L cho chị Phương Trần, lên địa chỉ số điện thoại em chị Phương Trần ơi. L chị Phương Trần à, em rút ra em coi đúng mẫu không? Nó phi size nha Thanh Vy ơi. Chân váy size M nhiêu ký vừa ạ, M tầm 55kg trở lại nha chị Hồng Ngân ơi. M tầm 55kg trở lại dùm em nha. Chị Phương Trần lên dùm em địa chỉ số điện thoại chị Phương Trần ơi, chân váy là 95. Áo hoodie dùm em nha mấy chị ơi. Dồn lâu khi chị xe nét dồn em. Rồi áo này ai lấy chốt em mẻ số 2 nha mấy chị ơi. Áo hoodie này dạng trơn nha. Form này 60-65kg trở lại đều vừa hết dùm em luôn. Hàng phi size nha mấy chị ơi. Hàng phi size, form là form giấu quần hết dùm em nha. Form là form giấu quần. Cái này mấy chị mặc thành đầm được luôn nè. Mặc thành đầm được luôn á. Màu cà phê nha, màu cà phê sữa. Senit một cái nè. Senit 99.000 dùm em nha mấy chị ơi. Bữa chị có bán chân váy kiểu này mà xếp ly ít còn không chị? Hình như là còn nha Nhật Ly, Nhật Linh ơi còn luôn nha. Rồi áo này A lấy chốt em màu cà phê sữa nha. Màu cà phê sữa. Giá là 99.000 một áo nha mấy chị ơi. Form là form mặc thành đầm luôn á.
mấy chị mặc hành nằm giùm em luôn á, rất là dễ thương luôn nha. 99.000 một áo nè. Dạ rồi, cảm ơn chị Phương Trần. Rồi áo này ai lấy chốt em màu kè phôi sữa nha. Màu kè phôi sữa 99.000 màu kè phôi sữa. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi màu đỏ giùm em nha, 99.000 một áo. Cái này màu đỏ giùm em nè. Rồi đẹp lắm mấy chị à, lâu lâu mới có nha. Về rất là ít luôn, không có nhiều. Rồi cái này ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em, form 60kg trở lại giùm em nha. Màu đỏ có nón nè mấy chị ơi. Có nón giùm em nha, dây của nó nè. Chữ nè, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, phía sau nè. Rồi ai lấy đỏ chốt em đỏ, giá 99.000 đỏ nha. Thanh Vy lấy cái này nè, cái này form của nó nhỏ hơn hai cái vừa rồi là Thanh Vy. Rồi đỏ 99.000 giùm em nha mấy chị ơi. Form 60kg đổ lại mang vừa giùm em, áo hoodie nha, áo hoodie nha mấy chị ơi. Đỏ giùm em nè, có ít là không có nhiều nha. Đó cho nên lấy thì chốt giùm em đỏ, giá 99.000 một áo giùm em nha mấy chị ơi. 99.000 một áo nha, đỏ nè, a à, lấy chốt em đỏ 99.000 đỏ. Đỏ nha mấy chị ơi, đỏ nha, a à, lấy chốt em đỏ giá 99.000. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi vàng giùm em nha mấy chị ơi, vàng. Phía sau của nó nè. Rất là dễ thương luôn nha. 99.000 chốt em mẹ vàng. Cái này nó có túi phía trước. Rồi màu vàng giùm em nha, áo hoodie, bao đẹp luôn. Rồi vàng giùm em nha mấy chị ơi, chốt em vàng nè, giá 99.000 màu vàng. Em ơi đồ chị chưa đi. Chị Ngọc Nguyễn em gửi hôm qua rồi nha chị Ngọc ơi. Thì bây giờ đặt thì em dồn đơn sau của chị nha. Còn đơn ngày hôm qua đi rồi mà. Áo đeo mặt chị Ngọc Nguyễn nè. Màu vàng cho chị Senet, Senet. Vàng Senet, Senet nè. Áo đeo mặt ở chị Ngọc Nguyễn. Chị Vân Anh cái form nó form giấu quần giùm em nha chị Vân Anh ơi. Cái đang mặc là áo là 85.000, còn chân váy là 95 nha mấy chị ơi. Chưa nhận luôn hả chị? Rồi áo là 85, chân váy 95 giùm em nha. Rồi đã chiều em gửi đơn rồi em gộp cho. Màu đỏ cho Thanh Vy. Màu đỏ cho Thanh Vy nè. Đỏ 95.000 cho Thanh Vy nè em. Thanh Vy này bị này to là em ơi. Rồi vàng a lấy nó bé giùm em nha, vàng đúng một cái duy nhất. Chị Vân Anh cái này đẹp lắm á chị. Form này, form gì như này em nha. Form giấu quần, bao đẹp luôn, 99.000. Mấy cái hàng này em có ít lắm nha. Rồi a lấy thì chốt em màu vàng giá 99.000. Màu đỏ cho Thùy Dương, màu đỏ. Dạng nỉ, nỉ này hàng Quảng Châu giùm em nha. Hàng nỉ Quảng Châu. Áo hút đi. Đẹp lắm luôn á chị à. Thùy Dương màu đỏ nè. Áo em mặc là vải len dệt kim nha chị Minh Nguyễn ơi. Vải len dệt kim nha chị. À, màu đỏ là mẫu hồi nãy, mẫu vừa rồi. Màu đỏ còn cái á chị Vân Anh lấy thì béo em nha. Chị coi màu đỏ đi rồi chị. Màu đỏ đây em còn đúng cái cuối cùng màu đỏ. Em còn đúng cái cuối cùng màu đỏ nha. Chị nào lấy đỏ thì chốt đỏ giùm em. Còn đúng cái cuối cùng màu đỏ. Màu đỏ này còn đúng cái cuối giùm em nha. 99.000 màu đỏ. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Đúng cái cuối cùng màu đỏ nè. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. 99.000 màu đỏ. Chân váy có size M nha chị Nhàn Phạm ơi. Chân váy có SML be size luôn. Lấy size gì bé size đó giùm em nha Nhàn Phạm ơi. 95.000 một chân váy nha. Chất vải tuyết mưa có quần bên trong. Đỏ chị Minh Nguyễn đỏ nè em, Minh Nguyễn không giấu đỏ. Rồi xém nè, cái này mặc hành đầm luôn mấy chị ơi. Mặc hành đầm luôn giùm em nha. Form này 65kg đó lại vừa hết luôn. Chốt em xém nè, form này 65kg đó lại cũng vừa hết giùm em luôn nha. Chốt em mẹ xém, giá 99.000 màu xém. Em mặc hành đầm luôn á. Dễ thương lắm luôn mấy chị à. Chốt em xém nha, 99.000 màu xém. Bao đẹp luôn.
xám nha mấy chị ơi, chân váy xanh mờ của chị Nhàn Phạm. Chân váy xanh mờ Nhàn Phạm coi đúng mẫu nha. Rồi áo xám 99.000, ai lấy xám thì chốt giùm em xám nha. Giá 99.000 màu xám. Dễ thương lắm luôn mấy chị ơi, cái này mặc thành phom giấu quần thành đầm luôn nha. 65kg trở lại mang vừa. Nam mặc được nha Phương, cao cái này em lấy đôi đi. Em mặc thì mình mặc thì dạng như là mặc như là giấu quần thành đầm gì đó. Còn nam người ta mặc thành phom bình thường nha. Rồi ai lấy thì báo em nha mấy chị ơi. Còn cái này đã chân kỳ cá được nè. Nam mặc được luôn nha, ai lấy thì báo em mặc đôi nè. 99.000 nha mấy chị ơi, ai lấy thì báo em nha. 99.000 một áo, ai lấy thì báo em nè. 99.000. Rồi ai lấy báo em nha mấy chị ơi, màu xám. Màu xám nha. Vải nỉ nhưng mà hàng này hàng Quảng Châu dùm em nha. Dạ em đang lên để em lên mẫu này chị hạt bụi nhỏ ơi. Mỗi mẫu nó có một màu nha. Nỉ hàng Quảng Châu. Bao đẹp luôn nha, 99.000. Ai lấy thì chốt dùm em nè. Rồi cái này chốt em mã số 10. Mã 10 dùm em nha. Mã 10. 40 đến 60 kg men vừa, cái này tay nó phối nè. Chốt dùm em mã số 10 nha mấy chị ơi. Xém đó 72 kg vừa nha Thanh Trúc. Vừa bè nó phô nó to lắm. Rồi cái này thì chốt em là mã số 10 nha, mã 10. 99.000 mã 10, áo hoodie em có ít lắm mấy chị ơi, không có nhiều nha. Rồi mã số 10 giùm em nè, mã 10 nè. Chị Sanit mã 10. Ai lấy nó chốt em mã 10 nha. Chị Sanit mã 10 nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 99.000 một áo giùm em nha. Em đang mặc là áo rồi với lại chân váy nha chị, lớp Hòa Phong ơi. Áo là 85.000. Còn chân váy là 95. Áo là vải len dịch kim nha mấy chị, đính đá. Còn chân váy là vải tuyết mưa, có size M với size L 2 size nha. M với L 2 size. Rồi áo này chốt em mã 10, ai lấy nó chốt em mã 10 nha. 99.000 mã số 10, bao đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi mã 10 mà em nha, 99.000 mã 10. Ai lấy thì báo em liền nha, mã 10. Đó, tay của nó rất là xinh luôn mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn nha. Cho ngân bi một cái nè. Ngân bi một cái mẻ 10, ngân bi một cái mẻ 10. Váy có một màu nha em Thúy Lập ơi, váy chị mặc có một màu nha, màu đen thôi à. Có lót quần bên trong, vải tuyết mưa bao dài dặn. Ok, ngân bi mẻ 10, 99.000. Rồi ai lấy nữa thì báo giùm em mẻ số 10 nha mấy chị ơi. 99.000 mẻ 10. 99.000 mẻ 10 nha, ai lấy nữa chốt em mẻ số 10, 99.000 mẻ 10. Mẻ 10 giùm em nha, ai lấy nó chốt mẻ 10, 99.000. Rồi chốt em mẻ đen, 99.000 mẻ đen. 60-65kg trở lại gì vừa hết giùm em luôn. Cái này nam mặc cũng được nè, ai lấy thì bé em đen nha mấy chị ơi. Áo nó dài không? Áo nó form nó bình thường như thế này nè chị. Form nó như thế này nha chị, lớp Hồi Phong ơi. Đó, form áo như thế này giùm em nha. Form áo như thế này giùm em nha chị. Form áo như thế này nha chị, lớp Hồi Phong ơi. Đó, đẹp lắm luôn nha. Áo từ 40 đến 60kg men vừa, giá 85.000. Rồi cái này đen nha mấy chị ơi, ai lấy đen chốt đen giùm em nha. Rồi đen nha mấy chị ơi, 99.000 màu đen. Thì là lấy chốt em đen giá 99.000 nha. 99.000 đen. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, 99.000 chốt màu đen giùm em nè. Màu đen 99.000 đen, ai lấy đen chốt đen 99. Rồi đen 99.000 giùm em nha, 60kg lại men vừa hết giùm em luôn. Áo em mặc là 85 nha, có màu trắng nữa. Còn chân váy là 95.000. Chân váy có size M với lại size L 2 size. Hết S rồi, còn M L 2 size. Rồi em lên mẫu S.
lên màu hồng cho mấy chị nha, màu hồng. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Màu hồng giùm em nha. Trời ơi đẹp quá, màu hồng này thêu chữ luôn đẹp quá chừng nè. A à, lấy chốt hồng giùm em nha. Hồng. Rồi 60kg lại mang vừa hết giùm em luôn. A à, lấy hồng chốt em hồng nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, hồng giùm em nha. Hồng. Form rộng rãi thoải mái nè, 99.000 chốt em màu hồng, giá 99 có túi phía trước luôn. Chữ là chữ thêu giùm em nha. Chữ là chữ thêu, cái này đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi chốt em hồng, giá 99.000 hồng. Chân váy size M và L cho nhím con phượng. M và L cho nhím con phượng L nè em. Ngon. M đây nha, ghi luôn. M L cho nhím con phượng. Hồng cho chị Lê Kiều với chị Sanis Sanis. Hồng Lê Kiều. Sanis Sanis. Với lại hồng cho Phương Bắc. Rồi em hết hồng nha. Với hồng cho Phương Bắc hết hồng nha khoảng lặng ơi. Hồng cho Phương Bắc nè em, rồi em hết hồng. Rồi em quay mẫu khác nè, hết hồng. Rồi chốt em màu kè phơ sữa. Mũ này mũ nó phối màu trắng. 60kg độ lại mang vừa 99.000. Chốt em màu kè phơ sữa, 99.000 kè phơ sữa. Chữ này là chữ thêu nha mấy chị ơi. Và có túi ở đây luôn. Nón của nó là phối màu. Rồi chốt em màu kè phơ sữa, giá 99.000 em hết hồng nha. Còn kè phơ sữa nè. Kè phơ sữa giá 99.000 kè phơ sữa. A à, lấy chốt em màu kè phơ sữa nha. Có đúng 2 cái, B cái. Chốt em màu kè phơ sữa nha mấy chị ơi, 99.000 kè phơ sữa. Đẹp lắm luôn nha, đeo đẹp luôn. Kè phơ sữa em nha. A à, lấy chốt em màu kè phơ sữa nè. 99.000 kè phơ sữa. Rồi em quay mẫu này. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi cái này chốt em mẻ số 10. 99.000 mẻ 10. Rồi cái này đẹp ghê luôn nè mấy chị ơi, cái này đẹp ghê luôn á. 99.000 chốt em mẻ 10 nha, mẻ 10. Chỗ này là thêu chữ và có túi phía trước luôn. Chốt em mẻ số 10 nha, cái này không lấy tiếp mấy chị ơi, rất là dễ thương luôn. Chốt giùm em mẻ số 10 giá 99.000 mẻ 10. Áo hoodie nha, 99.000 chốt mẻ 10 giùm em nha mấy chị ơi, mẻ 10 99.000 mẻ 10. Bao đẹp luôn nha, cái này chốt mẻ 10 giùm em nè. Mẻ 10, cái này đẹp lắm mấy chị ơi. Bỏ qua cái này là tiếc nha. Mùi cho Lê Ngọc Anh Thi. Mẻ 10 cho Lê Ngọc Anh Thi. Mùi Lê Ngọc Anh Thi nè em. Rồi, mẻ 10 cho Ngân Bi. Mẻ 10 cho Ngân Bi. Mẻ 10 cho chị Ngân Bi, cho chị Yến Vân. Yến Vân cho em địa chỉ số điện thoại Yến Vân ơi. Yến Vân cho em địa chỉ với số điện thoại luôn. Mẻ 10 cho Yến Vân nè. Địa chỉ số điện thoại giùm em nha chị Yến Vân, đi cẩn thận nha Ngân, nó có cái lỗ. Mẻ 10 Yến Vân. Ngân Bi sale 2 cái, có 1 cái em đùn 1 cái nha Ngân Bi ơi, mẻ 10 em đùn 1 cái nha. Mẻ 10 em đùn 1 cái. Tớ có thể đổi cái em hết rồi chị Senis, có đúng 3 cái hết rồi chị. Chồng em mặc được không? Chị không hết rồi nha Ngân Bi, mẻ 10 em có đúng 1 cái nha. Vậy rồi, cảm ơn chị Yến Vân nè, em hết mẻ 10 nha mấy chị ơi. Hết mẻ 10. Em hết mẻ 10 rồi nha.
Ui cái này giống cái màu hồng hồi nãy, nó có màu vàng nè mấy chị ơi. Giống cái hồng này có cái vàng nhạt nhạt nè. À lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Vàng mấy chị ơi, vàng nhạt nhạt nè. Vàng giùm em nè. Cái này bao đẹp luôn. Chữ là chữ theo giùm em nha, có túi phía trước. 99.000 chốt em vàng nha. Giống cái hồng hồi nãy mà nó là màu vàng nhạt. Có đúng hai cái. Rồi ai lấy thì bé em nha mấy chị ơi, vàng nha. Đẹp ghê luôn á. Nè. Rồi ai lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Khánh My, Khánh My là hồi nãy nói là chị nào quên mất tiêu rồi. Khánh My là ai? Khánh My là Hạ Quyên. Khánh My một cái vàng nè em, Khánh My vàng. Rồi em còn cái nữa nha, ai lấy bé em. Ngân Bi vàng em. À, Phương Keo vàng, Phương Keo vàng. Khánh My là Hạ Quyên, Mở Ngọt Hạ Quyên. Hạ Quyên, Phương Keo màu vàng. Rồi Ngân Bi không lấy của Phương Keo nha. Rồi màu này chốt em mẹ số 1 nha mấy chị ơi, đúng một cái cuối cùng mẹ 1. Màu này chốt em mẹ số 1 nha. Chân váy mặt chỉ còn size L nha chị Linh Nguyễn ơi. Chân váy mặt còn size L nha. Giá là 95.000 và form giá là 95.000. Còn size L nha mấy chị ơi. Chân váy là vải tuyết mưa. Áo hoodie đang like là chị Thảo ơi. Chân váy mặt là có size còn size L thôi nha, vải tuyết mưa và nó có quần bên trong nha mấy chị ơi. Giá là 95.000 một chân váy. Rồi áo này chốt em mẻ số 1 nha. Cái vàng này em còn đúng cái cuối cùng mẻ 1 giá 99.000. Rồi mẻ 1 giá 99.000. A lấy thì bé giùm em nha mấy chị ơi. Em mờ hết rồi nha chị Linh Nguyễn ơi. Ủa ngon, em coi kỹ mấy cái cọc kia chưa? Coi được, dù khi nó còn sót cái mẫu này nha. Để em coi nó có còn sót không nha chị Linh ơi. Chỗ cái đen là đẹp ghê mấy chị ơi. Đen là đơn giản nè. Rồi ai lấy đen chốt em đen 99.000 đen. Chữ thêu ở đây nha. Áo hồng chị hết rồi em ơi. Nguyễn Thị Thảo ơi, hết áo hồng rồi. Rồi này ai lấy đen chốt đen giùm em nha mấy chị ơi. Đen này em có vài cái nè. Đen nha, đen đơn giản. Tay của nó là tay thêu mấy chị ơi, thêu chữ nha. Và có thêu ở đây luôn. Giá 99.000 một áo giùm em. Hôm nay ốm rồi hả chị. Rồi ai lấy đen chốt đen giùm em nha. Còn không ngon. Rồi ai lấy đen chốt đen giùm em nè. Đen cho chị Yến Vân. Rồi thôi. Đợi lấy em lên mẫu khác nha chị Linh Nguyễn ơi. Mẫu này hết size M rồi. Khác hết đúng không? Chị Yến Vân màu đen nè. Yến Vân màu đen 99.000. Rồi chị nào lấy nó chốt giùm em nha. 99.000. Màu đen 99.000. A lấy béo em nha mấy chị ơi. Cho em coi cái xém nãy ok Phương Keo. Rồi đen A lấy chốt đen giùm em nha mấy chị ơi. Giá 99.000 màu đen. Màu xém hồi nãy đây nè em ơi, Phương Keo. Xém hồi nãy nha. Xém hồi nãy nè. Cái này nem mặc được nè. Nem mặc được luôn. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Nem mặc được luôn nha. Thôi cái này em đưa cho em tùy một cái đi. Để cho nó mặc. Rồi ai lấy xém này chốt em xém nha mấy chị ơi. Còn cái nào nâu đậm không em? Còn nâu đậm nhưng mà nó phối màu chị ơi. Ghi cho cây một cái đi. Cây. Rồi giá 99.000. Ai lấy xém thì chốt xém giùm em nha mấy chị ơi. Giá 99.000 màu xém. Cái này đẹp lắm luôn nè. Em mua mặc đôi nè Phương Keo. Xém giùm em nha. 99.000 màu xém. 99.000 màu xém giùm em nha. Xém 99 a lấy chốt xém giùm em nè. Rồi nâu này, nâu đậm này chị Tuyết Trinh ơi, coi còn coi được không nha chị. Yến Vân em chốt đen rồi nha Duyên Duyên. Rồi nâu đậm này đơn giản, a lấy nâu đậm chốt em nâu đậm. Nâu đậm. Em lấy cái hồng của Phương Bắc nè, ngon ngon. Xém này form bằng cái vàng hay to hơn chị. Xém này có một xém này nó có một cái là form nhỏ, một cái form lớn nha Phương Keo. Thì xém này nó có một cái form nhỏ, cái form lớn nha em.
cho nên nếu như mà lấy cho bạn của em mặc thì em lấy hai cái xám chị sẽ màu trắng ra được không? Em lấy cái hồng ghi cho chị khoảng lặng. Khoảng lặng chụp EBT, khoảng lặng này ở đường Hoàng Văn Thụ đúng không chị? Khoảng lặng chụp EBT là ở đường Hoàng Văn Thụ đúng không chị ơi? Xám này xám gì nữa vậy ta? Cái rau nãy 75kg vừa không bè từ, đợi tôi xíu nha Phương Bắp ơi. Ngon bi lấy cái trắng ra rồi em bỏ hai cái xám vô nè. Rồi hai cái xám của em có một cái to một cái nhỏ này nha. Nè. Rồi cho hồn hô thém nha chị. Có xếp sọc e rồi ok em khoảng lặng. Ok em khoảng lặng chụp lại em. Rồi là hết xém luôn Phương Keo ơi. Xém hồi nãy hai cái xém em ghi cho Ngân Bi. Rồi màu nâu đậm này ai lấy chút em nâu đậm nha mấy chị ơi, nâu đậm hết xém luôn rồi em. Rồi nâu đậm giùm em nha mấy chị ơi, ai lấy nâu đậm chút nâu đậm. Chị cứ lấy một cái size nhỏ, cái size lớn rồi nha, chứ còn nhiều khi chị hết xém luôn rồi Phun Keo ơi. Chị lấy một cái nó có một cái size là L, một cái là 2XL chị để em nha, rồi em tự confirm ở chồng em nha. Chị để nhiều khi rộng chật là chị không biết nha con Bi ơi. Cái đó là có hai size, một cái size là size L, một cái là size 2XL nha. Em tự canh size cho chồng em nha. Hôm nay la lộn xộn nha chị ơi. Hồng là có một mẫu duy nhất, không nhầm được đâu em khoảng lặng. Hồng nó chỉ có một mẫu duy nhất thôi nha. Chị lấy cái đen vừa like ok chị nè. Mấy chị đừng đổi nó nha, đổi là em nhầm lẫn á. Chị Tuyết Trinh Nguyễn lấy cái đen nè. Màu hồng là hồng chữ thêu có đúng một mẫu đó nha em, không sợ lộn đâu. Nè chị Tuyết Trinh Nguyễn lấy cái đen, Tuyết Trinh Nguyễn cái đen. Rồi cái nâu này mày hỏi nâu này đúng không Thanh Trúc ơi? Nâu đậm này 75kg mang được nha Thanh Trúc. Mang được. Mang được nha Thanh Trúc ơi, lấy thì bé tôi nha, 75kg mang được nè. À, nâu này em cũng có hai cái nè, lấy thì bé em nha. Rồi nâu này cũng có hai cái nè, lấy thì bé nha Thanh Trúc ơi. Hai cái nâu nha. Cái nâu này nha. Mẫu này mặc đôi, em coi màu này được không Phương Keo? Còn mẫu này to to giống chị còn mẫu này to to cho chồng không? Mẫu này nè, này đơn giản là anh em mặc được. Rồi ai lấy nâu một chút em nâu nha, 99.000 nâu. 99.000 nâu giùm em nha mấy chị ơi, ai lấy mẫu này thì béo em nha, 99.000 nâu. Màu nâu nha mấy chị ơi, màu nâu giùm em nha, nâu. Nâu giùm em nha. Thanh Trúc lấy một cái hay lấy hai cái gì bè? Thanh Trúc lấy một cái hay lấy hai cái béo nha Thanh Trúc ơi. Có mặt đôi không? Ghi Thanh Trúc một cái trước nè. Thanh Trúc nè em. Cái này to, to là nên mặc được. Size nhỏ là có loại màu trắng này, là có size M, L, XL. Rồi Thanh Trúc lấy một cái hay hai cái béo lại Thanh Trúc ơi. Bỏ một cái trước rồi nha, chốt một cái trước rồi á. Nhỏ là có mẫu này nha Thanh Vi, mẫu này chỉ có size M, L với lại size XL luôn. Đây M, L, XL luôn mẫu này nha. Mẫu này nó có size nè. Cái chị đang cầm là size M, là size nhỏ nè. Rồi lấy thì béo nha, ok Thanh Trúc. Có cái đen nào to không? Rồi đợi chị xíu nè. Rồi cái này lấy chút em trắng nha. Trắng. Nâu chị Tuyết Trinh Nguyễn lấy nâu form nhỏ hay sao chị? Nâu là form của nó to, nếu như mình mặc là thành form giấu quần nha chị. Thành form giấu quần. Thanh Vi đổi cái gì kìa mấy chị, chốt chắc em nha. Đổi hồi em sợ nhầm hàng á. Thanh Vi á em. Chị góc khúc lấy cái trắng này dùm lên địa chỉ số điện thoại dùm em nha chị góc khúc ơi.
góc khuất lấy cái trắng nè, cho em địa chỉ với số điện thoại nha. Rồi Thanh Vi đỏ này bỏ trắng này vô Thanh Vi. Rồi vậy là đỏ còn một cái nha. Lại Thanh Vi giờ lấy cái đỏ ra để bỏ trắng vô rồi á. Đừng đổ nữa nha mấy chị ơi, em nhầm á. Rồi cái này chốt em đỏ nha mấy chị ơi, đỏ còn một cái nè, form 60kg độ lại men vừa em nha. Đỏ là đẹp lắm luôn á. Đỏ giùm em nha, 99.000 chị bông về ơi. 99.000 một áo giùm em nha chị. Rồi đỏ giùm em nha mấy chị ơi, đe tè chị. Rồi này chốt em đỏ nha mấy chị. Đỏ này bắt đầu em lên chị lấy form nhỏ nếu to không lấy em nha. Hồi nãy giờ Tuyết Trinh là lấy cái đen á, là em lấy form nhỏ chị rồi á. Còn nâu là nâu nâu đậm hồi nãy là không có form nhỏ nên em không lấy nha chị. Là chị Trinh có một cái đen form nhỏ nha chị. Chị có một cái đen là form nhỏ á. Màu đỏ cho Minh Thư. Đỏ cho Minh Thư. Rồi nâu này ai lấy thì béo em nha. Nâu này 60kg độ lại men vừa màu nâu. Màu nâu này giùm em nha. Của chị Sanis là size nhỏ, yên tâm chị, em toàn lấy size nhỏ chị á. Còn mà nào không mới. Rồi đợi em lên màu lại như vậy bông dè ơi. Rồi cái này ai lấy thì chốt em mẹ số 1 nha. 99.000 mẹ 1 chữ nè. 99.000 mẹ số 1. Chị góc khuất cho em địa chỉ với số điện thoại nha chị góc khuất ơi. Em mới gửi hàng được nha chị. Góc khuất. Em hết màu đỏ rồi nha. Rồi 99.000 chốt giùm em nha mấy chị ơi. Em hết đỏ rồi chị. Chị Bùi Phương có chụp bê tí hồi vậy đó, có đặt cái gì khỏi mất không xin. Em hết đỏ, bây giờ màu này chốt em mẻ 1 nha. Ai lấy màu này chốt em mẻ số 1. Mẻ 1 nè, mẻ 1. Rồi màu vàng này mẻ 2. Vàng này mẻ số 2 giùm em nha. Vàng này mẻ 2. Vàng mẻ 2. Rồi màu đen này mẻ số 3. Rồi màu đen này mẻ số 3 giùm em nha. Rồi cho nên mua cho anh em mặc thì lấy cái đen này. Đen này cũng size lớn nè. Cho anh em mặc thì lấy cái đen này form lớn nha. Đen này chốt em đen nha mấy chị ơi, đen nè. Đen. Rồi giờ góc khúc hồi nãy em lấy cái trắng á chị rồi, lên giùm em cái địa chỉ nó là được nha chị. Lên địa chỉ nó là được nha. Rồi đen này ai lấy đen chốt em đen nha mấy chị ơi, đen. Đen. Đó đen giùm em nha, đen. 99.000 màu đen, màu đen nha. Nâu mẻ 1 cho Thanh Trúc, nâu mẻ 1. Nâu mẻ 1 cho Thanh Trúc nè. Rồi chị nào lấy nó bé em nha. Nhìn ngon, có bị đó tự không? À lấy nâu nữa chốt nâu em chị góc khuất lên địa chỉ luôn nha chị ơi. Lên địa chỉ luôn mới có số điện thoại à. Hôm nay không có chân với riêng nha Minh Thư. Chị nhắn qua Messenger thì nhắn qua liền giùm em. Còn không cứ cho trực tiếp trên live giùm em nha chị ơi. Đen chỉ còn mẫu đó thôi nha em Thùy Dương. Rồi cái này ai lấy nuôi chốt em nâu nha, nâu mẻ 1 với đen còn màu này nè. Nâu, trắng, vàng, nâu đậm. Nâu đậm này nên mặc được nè, nâu đậm. Nâu đậm giùm em nha. Rồi nâu đậm mấy chị ơi, nâu đậm. Khác nhau nha Thanh Trúc, nó hơi gòn gòn xem như nhau thôi. Xem như nhau thôi nha. Rồi cái đen này em còn đúng cái, ai lấy thì chốt em nha. Đen này em còn đúng cái nè, ai lấy béo em. Rồi đen này ai lấy béo em nha mấy chị ơi. Đen này ai lấy béo em nha. Ai lấy béo. Có xù tiền thôi đúng rồi á. Xem lại cái trắng ơi đây nha bông dè ơi, 99.000 màu trắng nè. Dạ có lai đầm chị Senis, xong áo này em chuyển qua đầm nha chị. Xong áo này chuyển qua đầm. Rồi trắng này giùm em nha. A à, lấy trắng chốt em trắng nè, trắng. Trắng giùm em nha mấy chị ơi, trắng. Chị bông dè lấy trắng thì béo trắng giùm em nha. Trắng này em còn đúng hai cái cuối cùng màu trắng. Màu trắng nha. Em còn cái xém này nè mấy chị ơi, xém đẹp lắm luôn nè.
Còn cái xém lúa phôm 60kg đó loại men vừa. À, lấy xém béo xém giùm em nha. Trắng này không túi nha chị, chị bông dè ơi. Trắng không túi nha chị. Rồi xém này còn đúng một cái cuối cùng màu xém. Xém này nó có một cái thôi mấy chị ơi, như nãy giờ em chưa có like luôn. À, lấy cho em xém nha, 60kg loại men vừa màu xém, 99.000 xém. Túi, xém này có túi. Rồi à, lấy xém chốt xém em nha, em lên màu lại lần nữa rồi em chuyển qua mẫu. Xém giùm em nha, xém nè. 60kg loại men vừa màu xém. Xém giùm em nha, xém nè. Rồi trắng. Trắng nha mấy chị ơi, trắng. Xém trắng. Nâu đậm. Nâu đậm giùm em nha, nâu đậm. Nâu đậm nè. Màu vàng. Màu vàng giùm em nha, màu vàng. Trắng 65kg vừa nha em, lấy size XL nè. Vừa nha, Thùy Linh lấy thì ok nha em. Cái trắng này nó có size, trắng này nó có size nha. Cái gì đang cầm mà còn cái size XL nè. 65kg lấy size XL là vừa nha. Trắng cái chị bông dè chị. Bông dè là thường ghé đúng không chị? Phải không ngon? Chị bông dè thường ghé lấy hay sao chị ơi? Nó không phải thì lên lại giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Bông dè là một cái nè. Rồi Thùy Linh cái trắng luôn nha. Cái này của Thùy Linh nè. Thùy Linh Hè Huy Tập. Chụp EBT luôn. Ok chị, em lấy size M chị nha chị bông dè. Rồi 99.000 một cái nha chị Hạnh Nguyễn ơi. Rồi có chị nào lấy vàng này không á chị ơi? Ok chị bông dè ghi lấy nè. Rồi có chị nào lấy vàng này không thì béo vàng giùm em nha. Vàng. Vàng nè, em lên màu lặn lượt nữa rồi em chuyển mẫu nha. 7 giờ thì nhưng mà cũng tranh thủ nha em, chứ đừng có đỡ ghé trở quá là chị đi không có nhà nha. Chồng em không chịu mặc, đỡ tốn ghê chị à. Cái vàng đó phi size 60kg đâu lại men vừa nha Minh Yến ơi. Vàng đó phi size nha. Rồi này chốt em màu nâu nhạt nha. Nâu nhạt có túi. Nâu nhạt. Nâu nhạt 99.000 nâu nhạt. Vàng phi size đúng một cái cuối nha. A lấy chốt vàng giùm em. Phi size 60kg đâu lại men vừa vàng. Có túi luôn. Phía sau cái vàng này mặc cưng lắm mấy chị ơi. Chụp hình là y luôn á. Mặc vô chụp hình sống ảo. Rồi màu vàng, à lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Quần rin chị lên size M cho em nè Thùy Dương. Còn như đây hơn không? Em M như đây. Thùy Dương ơi, quần rin chị lên size M cho em nè. Nhưng mà em M còn 4 cái này đúng không? Quần rin giá 165.000. Ok em Thùy Linh nè, chụp lại. Rồi size M giá 165 quần chín tóc nha. Size M giá 165, quần này co giãn thích lắm luôn mấy chị ơi. Siêu co giãn giùm em. Rồi size M chốt em mẻ 1, size M 165.000 mẻ 1 size M. Ok chị góc khúc cái vàng nữa nhưng mà góc khúc chưa có địa chỉ đúng không? Lên giùm em địa chỉ luôn nha góc khúc ơi. Phải có địa chỉ mới được nha chị. Góc khúc nè, màu vàng nè, lên địa chỉ giùm em luôn. Rồi quần này chốt giùm em size M mẻ 1, mẻ 1 size M. Quần này co giãn lắm luôn nha mấy chị ơi. Chốt em mẻ 1 size M nha, mẻ 1 size M. Rồi ok góc khúc nè. Rồi mẻ 2, mẻ 2, mẻ 2 cũng là size M giùm em luôn. 165.000 quần này siêu co giãn mặt. Thích lắm luôn mấy chị ơi. Chốt giùm em mẻ số 2 size M. Chị lấy em áo nâu mũ trắng ok Minh Yến nè. Áo nâu mũ trắng cho Minh Yến này. Rồi cái này chốt em mẻ số 2 mấy chị ơi. Mẻ số 2 size M nha. 165.000 mẻ 2 size M. 165.000 mẻ 2 size M nha. À lấy chốt em mẻ 2 size M giá 165. Quần này co giãn lắm luôn nha mấy chị. Giãn chín tóc giùm em nha. Chốt em mẻ 2 size M. Rồi mẻ số 3 size M giùm em luôn. Cái vàng, cái vàng của em phun keo cái vàng nè. Cái vàng đó em mặc thì sẽ đẹp hơn.
tại cái màu nem mặc cũng được, nhưng mà cái đó, cái màu đó mình mặc nó sẽ dễ thương hơn nha Phương Keo ơi. Cái mẫu đó nữ mặc đẹp hơn nem. 45kg thì quần này em có size S nữa nè chị Sang Hè, 45kg đem lên size S cho chị nha. Em bao nhiêu? Đo đo em chị nè. Cái này chốt em mẹ số B size M nha, mẹ B size M. Mẹ B size M. Mẹ B size M nha em. Quần đi này em còn size S nữa nè. 45kg này mặc toàn size S thôi chị. Để em lên size S cho. Mẹ số B. Không đừng kéo, để yên đi. Size L em hết rồi nha. Không kéo là yêu 70 nha. Số B chị Sang Hè, cái đó mặc được. Chị Sang Hè, số B. Rồi mẹ số 4 size S giùm em nha. Mẹ 4 size S coi giãn nè. Mẹ 4 size S giùm em nha. Cái này siêu đẹp luôn các chị ơi. Có 165 một quần thôi nha. Mẹ chất mặc tích cực kỳ luôn, co giãn. Chốt em mẹ 4 size S. Đẹp lắm các chị ơi. Mẹ 4 size S giùm em nha. Mẹ 4 size S. Mẹ 4 size S nè, chốt em mẹ số 4 size S nha. Mẹ 4 size S. Hết quần không? Đúng rồi em Thùy Dương ơi. Số 4 là size S nha, số 4 không có M chị Tigon ơi. Thùy Dương ơi, nó kiểu nó như thế này em à, nó hết trơn rồi. Nó hết cái loại mẹ trơn trơn rồi nha. Cái này nó rách nhưng mà nó có lót trong được không? Rất nhưng mà nó có lót bên trong. Cái này chốt em mẹ số 5 size M. Chị Tigon cái 4 nó chỉ có size S thôi nha chị. Rồi này chốt em mẹ 5 size M, 165.000 chiều ship em nha. Sáng ok em Sang Hè. Rồi cái này chốt em là mẹ số 5 size M, 165 chị mặc quần này ghiền luôn á thiệt sự. Ngon ngon, có một cái trơn thấy ở dưới nè, lấy ra em chị luôn. Rồi cái này chốt em mẹ số 5 size M, giá 165.000 mẹ 5 size M với chị ơi. Vải co giãn rất là đẹp luôn dùm em nha. Mẹ số 5 size M. Đẹp lắm luôn mấy chị à. Vải co giãn cực kỳ là tốt luôn nha. L em hết sạch rồi chị Nhi Nguyễn ơi. Để đợt sau nha. Đợt sau ơi. Bây giờ chỉ còn size S với size M thôi nha. Rồi chốt em mẹ số 5 size M mẹ 5. Mẹ 6 size S là quần này quần trơn. Mẹ 6 size S đẹp ghê luôn mấy chị ơi. Rồi mẹ 6 size S giùm em nha, mẹ 6 size S. Quần này vải co giãn mặc thích lắm luôn. Mẹ số 6 size S giùm em nha. Trơn luôn nè, chị nằm mặc size S là lấy cái này mặc. Trơn rất là đẹp luôn, giá 165.000. Trơn giùm em nha, trơn size S giá 165 a à, lấy béo em. Cái này siêu đẹp luôn á. Có đúng một cái trơn rồi chị ơi, suốt nhẹ thôi à. Đó, nó không có rách gì hết á. Size S giùm em nha, mẹ số 6 size S. Mẹ 6 size S giùm em nha, mẹ 6 size S. Rồi mẹ số 7 size S. 165.000 mẹ 7 size S, a à, lấy thì chốt giùm em nha, còn đây số S với M. Mẹ 7 size S giùm em nha. Mẹ 7 size S mấy chị ơi, mẹ 7 size S. Rồi mẹ số 8 size S luôn. A à, lấy bé em quần 165 nha. Mẹ số 8 size S luôn nha mấy chị ơi. Số 8 mà nó rất phần ngay chỗ gối. Quần đẹp dạ. Rồi này chốt em mẹ số 8 nha, size S mẹ 8 size S. 8 size S nè. Rồi, em quay quần riêng nha, chuyển quay hàng khác nè. Rồi em quay mẫu nha. Rồi đầm này em còn đúng cái cuối cùng, giá 135, form 55, 56kg lại mang vừa. Chị lấy đầm này chốt giùm em nha. 135.000 còn đúng cái cuối cùng luôn. Phải nè mấy chị ơi, đẹp nha. Rồi A à, lấy chốt em đầm 135 còn đúng cái cuối cùng. 135.000 cái đầm này giùm em nha. A à, lấy béo em nha mấy chị ơi, đúng một cái cuối cùng luôn. Form nó là form suông nha, form suông tay rất là xinh luôn á. 55, 56kg lại men vùm em đầm này nha. Chốt dùm em đầm đen 135.000 đầm đen.
đầm đen 135 nha mấy chị ơi, ai lấy chốt em đầm đen 135. Rồi em lên ship này nha mấy chị ơi, còn một cái áo bo nè. Còn áo hai dây bo như thế này giùm em nha, hai dây bo trên bo dưới. Áo trắng hồi nãy là form của nó hơi chi chi mông nha chị Góc Khúc ơi, hơi chi mông của mình nha. Rồi ship này em có màu luôn mấy chị ơi, ship này áo nè, dây có điều chỉnh cao thấp giùm em nha. Bo, nó bo như thế này. Quần là quần dài ống rộng nha, quần là quần dài ống rộng. Cái này tầm 53-54kg trở lại mang vừa giùm em. Cái này tầm 53-54kg lại mang vừa em, giá 115.000 một set nha. 115.000 một set. Set này em có màu nâu này, hàng Quảng Châu giùm em nha. 115.000 nguyên kẻ set luôn, quần là quần ống rộng. Đi với lại áo nhúng như thế này nha. Màu nâu nè. Màu kè phơi sữa. 115.000 giùm em nha, nâu kè phơi sữa nè. Quần là quần ống rộng nha mấy chị ơi, vải đẹp nha, màu kè phơi sữa giùm em. Áo có điều chỉnh cao thấp luôn, 53-54kg trở lại là men vừa cái này giùm em luôn. Kè phơi sữa này thôi, nó có sợi dây à. Kè phơi sữa nó có màu xanh đen giùm em nha mấy chị ơi, xanh đen giùm em nha. Giá là 115.000 xếp này, 53-54kg lại men vừa. Màu xanh đen giùm em nha mấy chị ơi, xanh đen hàng Quảng Châu nha, vải đẹp. Rồi xanh đen nha mấy chị ơi, màu xanh đen 115.000 kẻ xếp luôn, màu xanh đen này em bung hết màu mấy chị coi nha. Xanh đen đỏ đô với xanh rêu nữa, 115.000 một xếp. Rồi màu đỏ đô giùm em nha. Ngon cái đầm nè. Rồi màu xanh rêu mà em luôn. Là set này em có màu xanh rêu, màu xanh đen với lại màu nâu nha. Màu kẹp phơi sữa người ta may sao có sợi dây à. Kẹp phơi sữa bị lỗi rồi. Rồi lấy set này chốt em set kìm màu nha mấy chị ơi. Hai dây lên giùm em nha. Áo là áo nhúng nè. Nhúng giùm em nha. Quần là quần ống rộng lưng cao. Ống rộng lưng cao giùm em 115.000, 53-54kg trở lại men vừa. 53-54kg lại men vừa set này giùm em nha. 53-54kg lại men vừa. Màu rêu nha mấy chị ơi, giá 135.000 kẻ xếp. Màu rêu giùm em nha. 115 mấy chị ơi, em nhầm, 115.000 một xếp nha, 115.000. Rồi màu này màu rêu giùm em nha mấy chị ơi, màu rêu nè. Màu xanh đen. Màu xanh đen giùm em nha, màu xanh đen. Giá 115.000 kẻ xếp giùm em nha. Ai lấy thì báo em mấy chị ơi. Xanh đen nè. Màu xanh đen nha mấy chị, quần ống rộng beo đẹp luôn. 53-54kg trở lại là men vừa. Có lại màu nâu giùm em nha, với màu nâu. Rồi cho nó lấy set này chốt em set kìm màu nha mấy chị ơi. Giá là 115.000 một set nha. 115.000 một set. Rồi lấy set này chốt em set kìm màu nha mấy chị ơi. Lấy chốt set kìm màu giùm em nha, 115.000. Nâu xanh đen với lại màu xanh rêu. Be màu. Màu xanh đen với màu xanh rêu ba màu. Góc Khuất. Ok em, ok chị Góc Khuất này định đổi size L cho. Ngon, chụp lại đi em. Nè trong váy size M nãy nè. Đầm này thấy ở trong nó còn màu đen nè, màu vàng nè, màu hồng gì nữa rồi em vô lấy chị luôn. Khúc bên này nè. Có là ở dưới kia là màu đen. Cho xem áo hoodie đi bạn, áo hoodie mới vừa like xong luôn á. Rồi đầm em mặc nha mấy chị ơi, kiểu nó là tay cánh tiên như thế này. Tay cánh tiên giùm em nha. Phần trước nó nhúng nhúng nè chị ơi, phần trước nó nhúng nhúng như thế này giùm em nha. Vậy phía sau là có bo thun. Mẫu này em có màu đỏ đô, màu vàng. Đỏ đô vàng đen với lại màu kem nha, ba màu, bốn màu. Có không ạ? Có màu đen nữa, nhớ màu đen nữa, mấy cái shop em có coi thử không? Không.
xong vô trong thì rồi đầm này em có 4 màu nhan, phía sau của nó là bo thun phía sau giùm em, giá 135 một đầm, hàng Quảng Châu cao cấp, 55-56kg lại men vừa em đầm này nha, 55-56kg lại men vừa đầm này giùm em. Có màu vàng nè, màu em men là màu đỏ đô, đỏ đô nha mấy chị ơi, vàng đỏ đô màu kim. Màu kim nè, với lại màu đen nữa nha. Giá 135.000 một đầm. A lái chốt em đầm kìm màu. Áo hút đi là chị còn mấy mẫu hồi nãy, đợi chị xíu chị lên lại cho coi nha Phương Cao. Rồi cái này em còn màu kim nè, cái này em có màu kim, màu vàng, màu đỏ đô, màu đen nha mấy chị ơi. Đầm này giá 135.000 một đầm giùm em nha. A lái đầm này chốt em đầm kìm màu, giá 135 đầm kìm màu. Vàng, đỏ đô, kim, cũng có màu đen nữa nha mấy chị ơi. Có màu đen nữa, chưa tìm ra màu đen. Này em lên lại màu áo hút đi một lần nữa nha mấy chị. Chị nào lấy thì báo em nha. Màu đen 99.000 màu đen. 99.000 màu đen nè. 99.000 màu đen. Màu xám nha, 99.000 màu xám. Xám giùm em nha mấy chị ơi, màu xám nè. Màu nâu đậm này nem mặc được. To. Nâu đậm giùm em nha, nâu đậm. Rồi đen này mã số 1 giùm em. Váy đang mặc 135 nha chị Nhàn Võ ơi. Đen này mã số 1 giùm em nha, đen này mã 1 nem mặc được nè. Rồi đen này mã 1. Đây nha, em còn bao nhiêu màu này nha, ai lấy thì béo em. Phơm 40 đến 60 giùm em nha chị em Dolphin ơi. Đầm em mặc là 135 nha, để em lên màu lại cho. Rồi áo hoodie là 60kg đổ lại men vừa. Có cái nâu đậm, nâu nhạt nữa nè, ai lấy nâu nhạt chốt em nâu nhạt nha. Nâu nhạt 60kg đổ lại men vừa, cái này chốt em nâu nhạt. Nâu nhạt giá 99.000 nâu nhạt giùm em nha. Rồi 99.000 nâu nhạt mấy chị, ai lấy chốt nâu nhạt 99.000. Rồi nâu nhạt nha mấy chị, hút đi em còn bao nhiêu đó nha. Rồi đầm em mặc là 135 màu đỏ đô, cái này màu đen. Đỏ đô đen nè. Đầm em mặc vải đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi, hàng Quảng Châu giùm em. Nó nhúng nhúng phía trước nè. Form này 55-56kg trở lại men vừa giùm em nha. 55-56kg lại men vừa. Em đang mang là đỏ đô nha, đỏ đô. Nâu nhạt ở chị An Dolphin 99 nè em. Nâu nhạt chị An Dolphin 99.000. Rồi đầm em mặc là có màu đen, màu đỏ đô, màu vàng với màu kim. Lấy bé giùm em đầm kìm màu. 135.000 một đầm nha, 135.000 một đầm. Đỏ đô vàng kim với đen. Xém đó hồng em. Mặc chắc cũng được, không đến nỗi nào đâu nha chị. Mình nữ mình mặc thành form giấu quần. Nữ mặc thành form giấu quần nha. Cái nâu của chị lấy là mặc cái form, cái nâu của chị lấy là form vừa phải nha chị An Dolphin ơi. Cái của chị lấy là form của nó vừa phải thôi nha. Còn cái xém này là form giấu quần nè. 99.000 giùm em nha. Cái xám này, cái này mặc được á, nem mặc được có Phun Cao. Đây nha, lấy thì béo em nha. Rồi đầm em mặc 135 màu vàng, màu đỏ đô, màu đen với màu kim, 4 màu giùm em nha, giá 135. Đen, vàng, kim, đỏ đô, 4 màu. Phía sau có bo thun. Rồi A lấy chốt em đầm kìm màu, 135.000 đầm kìm màu. Cái đầm này mặc lên cưng lắm luôn nha mấy chị ơi, không lấy là tiếc nè. Có 135.000 thôi nha, mà vải đẹp lắm luôn. Màu kim, màu em mang là màu đỏ đô, màu vàng với màu đen, 4 màu. Rồi A lấy bé em nha. Đó, chờ lấy đầm đang mặc, bé em đầm kìm màu, 135. 135 đầm kìm màu. Lấy xém đó. Phun Keo lấy cái xém đi chứ vàng lại em chị.
quăng qua luôn, lấy bị khác ghi này. Quăng hết qua đây. Rồi là vàng này em còn nha, lấy vàng chốt vàng giùm em nè. 60kg lại men vừa này phơm giấu quần luôn nha. Rồi vàng này chị nó lấy chốt em vàng 99.000 vàng em nha. Chữ nè, chữ thêu nè. Về có túi phía trước giùm em nha. Rồi vàng 99.000, cái này phơm giấu quần, ai lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Ok phương keo nè. Rồi áo này em có màu 60kg đổ lại men vừa, áo này giá 95.000 giùm em nha. Vàng phơi size 60kg đổ lại men vừa nha Minh Yến. Cái vàng nó đẹp lắm á, phơm là phơm giấu quần giùm em nha. Đó là vải nỉ hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Rồi áo này giá 95.000, phơm 60kg đổ lại men vừa giùm em. Áo này em có màu này là màu kè phơ sữa nè, màu kè phơ sữa nha, với lại màu kem sữa hai màu. Áo này giá 95 áo giùm em, phơm 40-60 nha mấy chị ơi, 40-60kg men vừa. Áo này nha, 40-60kg men vừa em, giá 95.000 áo. Vải này nhận hàng ưng ý liền luôn nha. Bao đẹp luôn mấy chị ơi. Màu kem sữa giùm em nè, kem sữa nè. Với lại màu kè phô sữa hai màu. Lấy chốt giùm em nha. Chị nào lấy áo này chốt em áo kìm màu nha mấy chị ơi, 95.000 áo kìm màu. Rồi cái này màu vàng đây nha, màu vàng đây nha chị bông già. Vàng này có đúng một cái. Rồi có túi luôn, chữ là chữ thêm em nha, màu vàng nhạt. Vàng nhạt nha. Vàng nhạt giùm em nha mấy chị ơi. Đổi qua nè mấy chị, hạn chế đổi giùm em nha. Từ đầu giờ em đổi sai sẩm luôn á. Rồi chị An đô phim mở vàng vô kìa. Rồi áo này 75.000 cũng dạng hoodie nha mấy chị ơi, nhưng mà vải của nó dạng như là vải đuổi vậy á, gần như là chất vải đuổi, rất là đẹp luôn nha. 75.000 giùm em, phơm 60kg độ lại men vừa. Áo này em có màu hồng với là màu kem hai màu. Hồng với kem hai màu giùm em nha, phơm rộng rãi thoải mái rất là dễ thương luôn. Giá 75.000 giùm em áo này. Có màu hồng, màu kem hai màu giùm em nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, vải của nó dạng như là chất vải đuổi vậy á. Rất là mịn, rất là đẹp luôn nha. 75.000, form 60kg đổ lại men vừa em. Màu hồng nè, màu kem hai màu. Màu hồng với là màu kem hai màu giùm em nha. Lấy chốt giùm em là áo kìm màu. Áo mặt cười nè mấy chị ơi, mặt cười nha, vải đẹp lắm. 75.000 một áo giùm em nha. Lấy chốt giùm em áo kìm màu. Màu hồng với là màu kem hai màu. Cái này là màu kem nha, màu kem giá 75. 60kg đổ lại men vừa ở trước nút cài giùm em nha. Rồi 75.000 chốt em cái này một kem 75. Rồi cái này hồng 75 giùm em nha. Kem 75, hồng 75. Lấy áo này chốt giùm em áo kìm màu giá 75.000 áo kìm màu. Rồi hồng nha mấy chị ơi, hồng nè. Rồi kem nè. Rồi lấy chốt em áo kìm màu nha, em que đầm. Lấy chốt áo kìm màu em. Rồi cái zoom em còn đúng một cái cuối cùng với zoom này mấy chị ơi. 135.000 giùm em. Form 55kg trở lại men vừa. Rồi zoom này nha mấy chị ơi, còn đúng một cái cuối cùng. Zoom là dạng cổ vít và nó sát nách giùm em nha, cổ vít và nó sát nách. Chốt em zoom hồng 135.000 zoom hồng. Zoom hồng nha mấy chị ơi, 55kg trở lại là men vừa zoom này giùm em. Nó có hai túi hai bên nha, hai túi hai bên. Còn đúng một cái cuối cùng giá 135 về form 55kg trở lại men vừa giùm em nè. Form 55kg lại men vừa. Rồi lấy chốt em zoom hồng nha mấy chị ơi. Đúng một cái cuối cùng nha, cổ là cổ vít, tép nách. Rồi chốt em zoom hồng nha mấy chị, giá 135.000 zoom hồng.
Dâm hồng 1B5 dùm em nha. Rồi đầm vàng này, form 60kg đổ lại men vừa, 60kg đổ lại men vừa em. Phía sau của nó là cột nơ phía sau. Cái này mình mặc áo ngực á, xong mình cột cái nơ với chị cột, nó sẽ chia cái phần áo trong của mình nha. Rồi hai lớp dùm em, 135.000 màu vàng nhạt, về form 60kg đổ lại men vừa dùm em nha. Form 60kg đổ lại men vừa. Rồi A lấy chốt em đầm vàng nha. Chị bán ở đường Bơ Ba em, khu đô thị Bắc Vĩnh Hải nha, gần bến xe phía Bắc Nha Trang nha Kim Hòa ơi, gần bến xe phía Bắc Nha Trang nha. Rồi cái này chốt thì em là đầm vàng, 135.000 đầm vàng nha mấy chị ơi. Đó phía sau cột nơ nha, phần này là bo thun giùm em nha mấy chị ơi. 135.000 đầm vàng. Chị nào lấy maxi vàng chốt em maxi vàng nha, 135 maxi vàng. Em có cái quần jean ống suông này nè. Quần jean ống suông này. Jean ống suông này nha mấy chị ơi. Cái này em trân ở ngoài em bỏ phía dưới nè, nó bị bụi thôi nha, chứ nó không có bị sao hết. Mình về nhà mình giặt nó ra thôi à. Bị bụi nha mấy chị, cái đường ngón này nó lại bụi nha. Giặt lại ra hết không sao hết nha. Quần này em có size M. Lưng cao nè, quần ống rộng lưng cao, có size M với lại size S 2 size. Size S với lại size M 2 size, giá 105.000. Giá 105.000 giùm em nha, S với M 2 size. Rồi lấy chốt em quần nè, màu nhạt kiềm size 105.000, quần ống suông. Quần ống suông nha. S với M 2 size giá 105. A lấy chốt em quần nhạt kiềm size nha. 105 S với M 2 size. Rồi màu nhạt màu đậm hai màu. Màu đậm cũng có size S với lại size M 2 size giùm em nha. Lưng cao nha mấy chị. Rồi S với lại M 2 size giá là 105.000. M này Huy Dương, M này chắc chị nghĩ em không vừa đâu, tại vì quần này nó không co giãn. Quần này nó không có co giãn đó, chị đo eo thử nha. Ngon đâm chị cái eo này em. Có chân váy không chị? Chân váy thì chỉ có loại chân váy đen thôi à. Quần không có size L nha chị bông dè ơi. S với M giá 105 giùm em. M eo nhiêu không? Eo 70, size M là eo 70 nha, eo 78 là không có rồi. M là eo 70, em đo chị cái size S luôn. M là eo 70 giùm em nha, giá 105, em có màu đậm màu nhạt hai màu. Quần này chắc không co giãn nha mấy chị ơi, không co giãn giùm em nha. Không co giãn, có size với size M 2 size. Rồi A lấy thì béo em màu đậm màu nhạt kiềm size luôn nha, có S với M 2 size. S là eo 66, còn M là eo 70, chị Phượng Ruby màu đậm size M nè, 105. Rồi màu đậm còn size S, màu nhạt thì còn đủ S với M luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi, quần này lên sang lắm á. Nó là dạng ống suông á, nhưng mà có cái là vải nó không co giãn. Rồi A lấy thì bé giùm em nha. Em còn size S là eo 66, còn size M là eo 70. S là eo 66, còn M là eo 70 giùm em nha. A lấy thì chốt giùm em. Thì chốt giùm em nha. Đó. Rồi, màu đậm là chỉ còn size S. Màu đậm là còn size S eo 66. Màu nhạt là size M với lại size S. S eo 66, M eo 70. Đẹp ghê luôn á chị, quần đẹp ghê luôn á. Quần này phối lại áo thun đồ á. Dễ thương lắm, nó là quần dài luôn á, không phải lửng đâu. Nó là dài luôn mà bị cái nó còn size nhỏ nha. S với M thôi à. Mày chắc không co giãn. 105.000 S với M 2 size. Rồi S với M 2 size giùm em nha. A lấy chốt em quần kìm màu đậm màu nhạt kìm xa luôn. Rồi áo này
này dùm em nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg mang vừa, phía sau nó như này dùm em nha. Áo này giá 85.000, có màu xanh với mặt lại màu trắng hai màu. Có màu xanh với màu trắng hai màu dùm em luôn. Xanh trắng hai màu. Rồi phía sau nó là như thế này nha mấy chị ơi. Dễ thương lắm luôn. Vải rất là co giãn dùm em nha, màu xanh nè. Em đọc tin nhắn chị gửi nha. Ok chị Hà Thanh, tí em like xong đọc liền nha chị. Em like xong vô em đọc liền. Áo này em có màu xanh, màu trắng hai màu, giá 85.000 một áo. Hàng Quảng Châu. Áo này mặc xinh lắm mọi người ơi. Thùy Dương có lấy áo này rồi nè. Dễ thương lắm mấy chị à. Form rất là co giãn nha, phối đồ rất là cưng luôn. Xếp bộ tay dài là chị có cái loại bữa trước chị like giá 201 á, kêu thì Thanh Thi ơi. Rồi này chốt em áo kìm màu nha, màu trắng nè, màu xanh hai màu. Trắng với xanh hai màu giá 85.000 một vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi, hàng Quảng Châu rất là xịn giùm em nha. Có 85.000 áo thôi à, cực kỳ rẻ luôn. Rồi a à, lấy chốt giùm em áo kìm màu, màu xanh nè, với màu trắng hai màu, vải rất là co giãn nha, form 40 đến 60 giùm em. Rồi form 40 đến 60 giùm em nha. A à, lấy chốt giùm em áo kìm màu, màu xanh với lại màu trắng hai màu. Xanh với trắng hai màu giùm em nha mấy chị ơi. Xanh trắng hai màu. Rồi chân váy da màu đen. Giá 75.000, form 60 kg độ lại mang vừa. Quần bao nhiêu vậy chị? Quần rin hồi nãy là giá là 105 nha chị Bích Thùy. Bích Thùy ơi, quần hồi nãy là giá 105 nha chị. Váy xám treo sâu với chị, xem váy treo sâu với chị ok chị, thẻ mua cho chu. Rồi chân váy da dáng dài giùm em nha, form 60 kg độ lại mang vừa giá 75. A à, lấy chốt em chân váy da 75. Da đẹp mấy chị ơi, rất là mềm, rất là mịn luôn nha. 75.000. Áo ống hả? Áo ống thì em đang hối áo ống rồi. Rồi cái này A à, lấy chốt giùm em là chân váy da nha, 75.000. Quả đẹp nha mấy chị ơi, lưng là lưng thun. Form 60 kg độ lại men vừa chân váy da này giùm em luôn. Giá 75.000 chân váy. Rồi chị nào lấy chốt em chân váy da nha, giá 75.000 chân váy da 75. Quần riêng hồi nãy nè chị ơi. Quần riêng hồi nãy là em còn cái màu đậm size S nha. Màu đậm size S nè. Còn nha chị Huyền Nguyễn ơi, xếp quần áo bo trên bo dưới còn nha chị. Còn nha chị Huyền ơi, cái xếp đó cho quay lại chị em ngon, xếp đó. Rồi quần này màu đậm còn size S nha, 105.000 màu đậm còn size S nè. Màu đậm còn size S giá 105 giùm em nha, đậm size S 105, eo 66 trở lại là vừa. Còn màu nhạt còn size S với size M. Màu nhạt còn size S nè. Với size M 2 size, màu nhạt là em có size S với size M 2 size nha. 48 kg chị lấy size S hoặc là size M cũng được nha. Thường mặc quần size gì lấy size đó giùm em. Quần này nó không co giãn, không chị lấy size M cho thoải mái nha. Màu đậm thì chỉ còn size S, còn màu nhạt là còn size S với size M. Màu nhạt size S là eo 66 trở lại, size M là eo 70 trở lại giùm em. Lưng keo nha chị. S với M 2 size giùm em. Lưng quần nè. Cái này mấy chị ơi, em trưng ở ngoài nó dính bụi thôi nha. Cái này mình về nhà mình giặt nó ra hết nha, không sao hết. Có cái ngón nè, cái ngón em xếp á. Em trưng ở cái này, quần này em trưng ở ngoài, cái ngón em xếp nè. Bị bụi nha, có gì về nhà giặt nó ra à. Bị con cái này. Cái này size M nè. Rồi quần A lấy thì béo em nha. 105.000 quần này quần dài luôn nè, mặc lên nó sang cực kỳ luôn mấy chị ơi. Chốt giùm em nha, cái này màu nhạt còn size S với size M 2 size, còn màu đậm là chỉ còn size S thôi nha. Nhạt là S với M 2 size, M thì Kim Vy Nguyễn nè. Màu nhạt M Kim Vy Nguyễn này. Ok chị Kim Vy Nguyễn 105. Rồi cái này size S giùm em nha. Này size S giùm em nha mấy chị ơi, size S. Size S nha, còn cái màu đậm cũng còn size S luôn. Rồi A à, lấy chốt giùm em nha. Chị nào lấy chốt em là S màu đậm hoặc màu nhạt nha, còn size S à, đậm nhạt.
Rồi váy sau là váy này nha chị ơi, màu hồng giá 135.000. Cái này á 60kg độ lại men vừa, bầu bì bông chen thoải mái luôn, tại vì rút eo hai bên nha. Rộng chọc rồi đó mình tự mình điều chỉnh, rút eo hai bên luôn. Rộng chọc tự điều chỉnh giùm em nha. Cái hồng giá 135.000 đúng một cái cuối cùng. Hồng. Chốt em đầm hồng 135 đầm hồng. Rồi đầm hồng giá 135 giùm em. 40 đến 60 bầu bì bông chen thoải mái luôn. Đó, dáng maxi dáng dài như này em nha. Maxi dáng dài, ngang eo của nó là rút eo cho nên là mình tự điều chỉnh được nha. Chốt em hồng giá 135.000 đầm hồng 135. Đầm hồng 135 giùm em nha. Đúng một cái cuối cùng mấy chị ơi. Ai lấy chốt em đầm hồng giá 135 nha. Đầm hồng 135 giùm em. Rồi ai lấy chốt em hồng nha mấy chị ơi. Giá 135.000 hồng. Hồng 135. Rồi cái này đầm túi hộp giùm em giá 135.000. Về form 60kg độ lại men vừa, quần S xanh đậm cho chị Tuyết Trinh Nguyễn. S đậm chị Tuyết Trinh Nguyễn này. Rồi cái này giùm em nha mấy chị ơi, túi là túi hộp vải beo đẹp luôn. 60kg độ lại men vừa giá 135.000 rút eo. Rồi cái đầm này đẹp xuất sắc mấy chị ơi. À lấy chốt giùm em nha. Đầm này chốt giùm em nha mấy chị ơi. Chốt em đầm túi hộp nè. 135.000 đầm túi hộp, beo xịn beo đẹp luôn, hàng Quảng Châu giùm em. 60kg độ lại men vừa. 40kg độ lên, 60kg độ lại giùm em. Đây nha. Chốt em đầm túi hộp giá 135.000 đầm túi hộp. Đẹp lắm mấy chị ơi, túi hộp 135 túi hộp nha. Rồi đầm này giùm em. Form 57 58 kg trở lại là men vừa. 57 58 kg lại men vừa em, mà cái cổ nó vuông như thế này. Còn mấy chị muốn mặc trở vai cũng được luôn nha. Và nó có dây nè, mình luồn vô mình cột thành cái nơ giùm em nha. Luồn vô nè, ngay chỗ phần ngực của mình. Giá 135.000 đầm này màu xanh min 135. Chị lấy đầm xanh min, chốt em xanh min giá 135.000 xanh min nha. 57 58 kg lại men vừa, cái này có dây cột eo. Cái này có dây cột eo giùm em nha. Em mình tới đâu buộc tới đó nè, đẹp lắm luôn. Giá là 135.000. Rồi toàn bộ phần trước là nút bọc gỗ em nha, nút bọc gỗ hết luôn, toàn bộ phần trước nút bọc gỗ. Rồi a lấy thì béo em nha, xanh min giá 135.000 xanh min. Rồi xanh min 135 xanh min giùm em mẫu này nha. A lấy chốt xanh min 135 xanh min cho hơi bộ bộ bizme đi em ạ. Rồi đầm vàng giùm em nha mấy chị ơi. Cổ là phối riêng giùm em nè. Kiểu nó như thế này nha. 56 57 kg trở lại là men vừa cái vàng này giùm em. 56 57 kg lại men vừa. Tay là tay bo thun nè. Rồi phía trước của nó như thế này nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. A lấy chốt em nha mấy chị ơi. Chốt em đầm vàng 135.000 đầm vàng nha. Đầm vàng 135. Lấy mấy cái đồ kia ra. Đầm vàng giá 135 giùm em nha mấy chị ơi. A lấy thì chốt em đầm vàng nha, giá 135.000 đầm vàng. Có dây cột eo cho mình luôn nha, màu vàng này vàng đậm. Cái này lên không có bị kén da nha mấy chị ơi, vàng đậm lên sáng da giùm em nha. Chốt em đầm vàng nha mấy chị ơi, 135.000 đầm vàng. Vàng 135. Hết rồi thầy. Bây giờ nay có bê cặp này rồi. Bộ bi xe me giá 95.000 bộ giùm em nha mấy chị ơi. Vải đẹp nha. 56 57 kg lại men vừa giùm em bộ bi xe me màu mới nè. Em về màu mới vải đẹp lắm mấy chị ơi. Còn là màu rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương luôn nha. Rồi chốt giùm em cái này. Ngon ngon à. Hai cái bi kia lấy làm chị luôn, bi trắng đen á. Chốt em bộ bi xe me này màu xanh nha mấy chị ơi, màu xanh nè.
màu xanh giùm em nha, có túi nè, đẹp lắm luôn. Giá là 95.000 một bộ nha, 95.000 bộ giùm em. Rồi 56-57kg là anh mang vừa luôn. Pyjama 95.000 bộ giùm em nha. À lấy cái này chốt em xanh nè, xanh giá 95.000 màu xanh. Xanh nha mấy chị ơi, 95.000 màu xanh giùm em, vải beo đẹp luôn. Cái này em về màu mới nè, vải đẹp lắm luôn nha. Xanh giá 95.000 màu xanh. Chị Ni nè, phèm nãy chị hỏi méo bi này đúng không? Bi này em còn nè, còn đúng 2 cái. Cái này em còn đúng 2 cái là hết hàng, giá 85.000 nha chị. Xếp áo bo còn xanh đen ok chị Hiền Nguyễn là còn nha chị. Còn xanh đen nha chị. Áo bi hồi nãy nha chị Ni nè Phạm ơi. Vải vàng vải vôn giùm em nha, vôn và vôn hai da á, vải đẹp nha chị. Em còn chân váy đen xếp ly ngắn 95 không vậy còn nha chị Hà Thanh ơi, còn nha chị. Còn. Cho cô lại quần ok em Diệu Hà nè. Rồi bi giùm em nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg mang vừa. À lấy bi chốt bi giùm em nha. Rồi set bo màu xanh đen cho chị Hiền Nguyễn nè. Chị Hiền Nguyễn có dấu ship bo xanh đen 115 chị Hiền Nguyễn. Rồi áo bi giá 85.000 giùm em nha, đắt chéo. Đây 85.000 áo bi giùm em, phần trên này nó có bo nhúng nha, bo thun nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. A à, lấy thì chốt giùm em nha. Rồi bi giùm em nha, 85.000 bi. Quần thì chỉ còn một cái cuối cùng, quần này size S màu nhạt nha em Diệu Hà ơi. Quần còn cái cuối cùng màu nhạt size S nha. Quần này còn cái cuối cùng màu nhạt size S, giá 105.000. Quần này không co giãn nha. Yêu tầm yêu 66 trở lại là vừa. Yêu 66 lại là vừa, còn đúng cái này nha Diệu Hà. Màu nhạt size S nha. Coi lại chân váy ngắn. Chân váy ngắn đưa mỗi thứ ít ở đây mình luôn em mẫu á, cho hết mấy cọc ở đây luôn cũng được. Rồi chân váy ngắn 95.000, loại này em chỉ còn size L nha. Có lót quần thun bên trong, vải là vải tuyết mưa, dày dặn cực kỳ luôn. 95.000 loại này chốt giùm em là mẻ số 1 size L. Mẫu này em chỉ còn size L thôi nha. A lấy chốt em mẻ 1 size L. Mẫu này chốt em mẻ 1 size L, mẻ 1 size L. Đây nha mấy chị ơi, vải tuyết mưa dày dặn lót quần thun bên trong, mẻ 1 size L. Rồi ok Lê Kiều, ngày mai một like rồi em gửi nha. Ghi Lê Kiều chữ dồn vô. Ủa giống nhau nè. Rồi mẻ 1 size L giùm em nha, mẻ 1 size L. Rồi cái loại này loại khác mấy chị ơi, loại này là lưng của nó là lưng thun giùm em nha. Loại này lưng thun, bê toàn loại này em chưa like luôn. Loại này chưa like luôn nè mấy chị ơi. Tầm 55-56kg lại men vừa cái này. Chân váy này 55-56kg lại men vừa. Có lớp quần bên trong vải nè, dày dặn cực kỳ luôn nha. L, đo em L giùm chị nè em. L. Rồi cái này chốt em chân váy này mẻ số 2, lưng là lưng thun luôn nha. Lưng thun co giãn 55-56kg lại men vừa mẻ 2, 95.000 có lớp quần thun bên trong. Mẫu đẹp ghê luôn á, nặng tay lắm luôn á chị ơi. Rồi mẫu này chốt em mẻ 2, 55-56kg lại men vừa mẻ 2, có lót quần thun bên trong nha. Mẻ 2 giùm em. Mẻ 2. Như em 70. L đây em 70 nha chị Minh, chị Như Nguyễn ơi. L đây em 70 giùm em nha. Rồi mẻ số B là mẫu này. Số B là mẫu này. Số 2 free size nha, số 2 lung thun. Số 2 lung thun nha. Rồi mẻ số B là mẫu này. Số B nè, có số B có size gì không? Chân váy dài hoặc chân váy kaki không chị? Không, chân váy dài hết rồi nha Mỹ Duyên ơi. Rồi cái này chốt em mẻ số B em có size nè. L. M, L, mẻ số B có size M, L. Rồi khác nữa được chị.
hàng em nha, có size M với size L. Số B size chân váy mẹ B size M cho chị Nguyễn Minh Minh. Cái này là size M chị Nguyễn Minh Minh. Đúng không? Cảm ơn chị con. Rồi, M cho chị Nguyễn Minh Minh M. L này tầm 57-58kg đổ lại dùm em nha. Size L tầm 57-58kg đổ lại. L là tầm 57-58kg trở lại dùm em nha mấy chị ơi. Vải tuyết mưa dày dặn đẹp cực kỳ. Cái mẹ số B dễ thương nè. Số B có size S không? Có không? Số B không có size S nha em. Siêu le kim ơi. Size M thôi nha. M M với L. Số B M với L 95.000 M với L. Mẹ B size L cho chị Minh Thư Nguyễn. Mẹ B size in L chị Minh Thư Nguyễn. Nó nằm lộn xộn nó ngon ơi. Quê tìm cái size L cho chị Minh Thư Nguyễn đi. Số B L chị Minh Thư Nguyễn. Số B L cho Minh Yến. Ok chị Minh Thư Nguyễn. Rồi ai lấy nó chốt thằng em nha. Bông be thử đúng không? Hai cái size L nha. Chị Minh Thư Nguyễn một cái với lại chị Minh Yến một cái. M, L nhiêu? Cho chị cái thước của em. M bao nhiêu ký vừa? Đây để em đo cái eo size M nha. M tầm eo 70 đổ lại giùm em nha. Có khác độ dài không? Độ dài y nhau như chị Hà Thanh ơi. Độ dài y nhau. Có size M với size L, hai size M E 70 trở lại giùm em nha. M E 70, L tầm E 7 mấy á. L E 7 mấy nha, L nó dài hơn cả khúc nè. Rồi ai lấy thì bé giùm em nha. M L hai size, giá là 95 nhục chân váy. Vải tuyết mưa dày dặn có lót quần bên trong. Mẫu này chốt em mẹ số B kìm size. Số B kìm size giùm em nha. Chị lấy chốt số B kìm size mấy chị ơi. Số B kìm size giùm em nha. ML 2 size, số B kìm size. Rồi chị nào lấy mẫu này nữa không? Số B ML 2 size, M tầm eo 70 đổ lại như em cũng mặc size M. Rồi A lấy thì bé giùm em nha. ML 2 size, mẹ số B. Còn hồi nãy chị cầm cái này là lỉ một cái hơn em không? Minh Yến không vừa đừng có ghi em. Minh Yến không vừa đừng ghi. Rồi chân váy này 40-60kg men vừa em mẫu này nha. 40-60 Minh Yến lấy loại này nè. Loại này là lưng thun. Nó rất là co giãn cho nên là eo 80 cũng vừa luôn nè. Eo 80 tám mấy thì cũng vừa luôn nè. Minh Yến lấy cái này nè. Cái này chốt em mẹ số 4, giá 95.000 mẹ 4. Cái này còn không em? 95.000 mẹ 4 giùm em nha. Số B size L cho chị Hà Thanh. Minh Yến lấy đây chưa? Nè, số B size L cho chị Hà Thanh nè. Chị Hà Thanh số B size L. Rồi này chốt mẹ 4 giùm em. 40-60kg men vừa luôn, lưng thun. Lưng thun. Ok em Minh Yến nè. Rồi này ai lấy chốt em mẹ số 4 nha. Mẹ 4. Mẹ 4 giùm em nha. Mẹ 4 còn hình như còn cái cuối cùng mà. 40-60kg men vừa luôn. Chốt em mẹ 4 giá 95. Còn loại nào đúng không? Rồi mẹ 4 giá 95 giùm em nha. A lấy bé em. Đó rồi. Rồi em quay mẫu luôn. Mốt nhớ cho thêm mẫu vợ bé nha ngon. Rồi em quay mẫu khác nha. Yếm nâu giùm em nha mấy chị ơi. Ok chị Hà Thanh nè. Chị Hà Thanh cái bỏ cái mẹ 4 vô em. Mẹ 4 là cái mà lưng thun á, nhớ không? Ok chị Hà Thanh. Yếm này đây mấy chị ơi, yếm này em sẽ bán rời mấy chị nha.
Cái này chị bán rồi nha mấy chị nè. Này bán rồi rồi mấy chị, để mấy chị có thể phối với là áo sơ mi bên trong cũng được luôn nè. Tại vì yếm đợt này em về hàng có một mấy cọc đó, nó bị nó không có áo bên trong cho nên sẽ bán rồi mấy chị nha, giá rẻ thôi à. Rồi cái này mấy chị có thể mặc không cũng được, mặc không thành sát vách cũng được nha, hoặc là áo phối áo thun, hoặc là áo thun, hoặc là áo ghi lê bên trong á giùm em luôn. Đây nha mấy chị ơi. Rồi yếm nâu giùm em nha, giá 85.000. À lấy yếm nâu, chốt em yếm nâu 85.000 yếm nâu nha. Cái này đó hai bên của nó có xỉ giùm em luôn. 85.000 yếm nâu. À lấy chốt em yếm nâu nha mấy chị ơi. Thơm 40 đến 60 kg mang vừa. 40 đến 60 mang vừa em nha. Cái này mình phối là áo sơ mi bên trong hoặc là áo thun, áo gì cũng được hết. Hoặc là mấy chị có thể mặc không cũng được luôn nha. Mà không cũng được luôn, cổ là cổ như thế này. 85.000 yếm nâu nha. À lấy yếm nâu chốt em yếm nâu nha mấy chị ơi. Giá 85.000 yếm nâu. Yếm nâu giùm em nha. À lấy chốt yếm nâu 85 yếm nâu. Như cái này nó có màu nữa nè. Nâu nè, màu đen nè. Với màu đỏ đô luôn. Yếm này em có 3 màu nha. Nâu, đen, với lại đỏ tươi, đỏ đô luôn. Cọc nó không có cái tiền áo. Đỏ đô, đỏ tươi luôn, 85.000 một yếm. Giờ lấy yếm này chốt em yếm kèm màu nha. Màu đỏ tươi, màu đỏ đô, màu đen, màu nâu luôn, 4 màu. Giờ lấy chốt em yếm kèm màu nha mấy chị ơi, đỏ tươi, đỏ đô. Rồi màu này màu đỏ đô giùm em nha. Phơm 40 đến 60 là mang vừa hết mấy cái này luôn nha mấy chị ơi. Bizeme còn mẫu mới nha Thọ My, để chị lên màu chọn. Rồi cái này chốt em đỏ đô nha, à, đỏ đô nè, đỏ tươi nè, đỏ đô, đỏ tươi, màu nâu giùm em nha, màu nâu, màu nâu nè. Rồi màu đen nè mấy chị ơi, màu đen, màu đen nha, 4 màu, giá 75.000. A à, lấy chốt em yếm kìm màu, yếm kìm màu nha. Rồi, bizeme nha, cái này A à, lấy chốt em vàng nè. Về màu mới, màu đẹp không mà Thọ My ơi. Màu cưng lắm luôn á. 95.000 bộ nha, cái này bizeme này A à, lấy chốt vàng em 95.000 màu vàng. Màu vàng giùm em nha, màu vàng 5-6-5-7kg lại mang vừa luôn. Màu vàng hình con béo màu hồng nè, béo hồng trên cái nền vàng nha. Rồi 95.000 chốt em vàng 95. Đẹp lắm mấy chị ơi, toàn màu đẹp không mà. Vàng 95. Xanh min 95.000, xanh min, xanh minh 95, hình này dễ thương ghê luôn nè. Xanh minh 95.000, xanh minh giùm em nha. Túi của nó hàng full viền nha mấy chị ơi. 95.000 chốt giùm em xanh minh. Hàng Bizeme người ta bán có nhiều loại nha mấy chị ơi, cứ mua bên em là yên tâm vải nha. 55-56kg lại mang vừa 95.000. Hàng full viền 95.000 chốt em là xanh minh nha. Màu xanh minh hình con gấu nè. Màu đơn giản nhẹ nhàng, dễ thương lắm luôn mấy chị ơi. Chốt em xanh minh nha. Đó, xanh minh, xanh minh. Cái này chốt em gấu hồng nè. Màu đẹp không mấy chị ơi. Gấu hồng. Áo hoodie vậy còn nha chị Cỏ May ơi. Màu hồng giùm em nha, màu hồng. Hồng, hồng giùm em. Hoodie chắc còn vài cái em cho vô móc cho chị. Mỗi màu một cái em ngon. Vô móc đi. Rồi màu hồng giùm em nha mấy chị ơi, 95.000 màu hồng. A à, lấy hồng chốt hồng 95 hồng. 56-57kg lại mang vừa luôn, màu hồng giùm em nha. Hồng nè, đó mấy chị nhìn màu nè, hồng. Hồng giùm em nha mấy chị ơi, túi của nó là hàng full viền nha. Vải là yên tâm, vải đeo đẹp luôn. 95.000 hồng. 95.000 hồng giùm em nha, hồng.
ơi chị xe nét nè, đẹp lắm chị xe nét, 135 nha chị xe nét, xe nét rồi 135 giùm em. Rồi túi là túi hộp giùm em nha, túi hộp có rút eo đó, cái này vải đẹp cực kỳ luôn chị, vải đẹp lắm luôn nha, vải đẹp lắm, 135 còn đúng cái cuối cùng, váy thì béo em nha, đẹp lắm. Đây nha chị, lấy thịt béo em giá 135 còn đúng cái cuối cùng luôn. Đầm đen này em cũng còn sót một cái nè, đen này là dạng như là cổ có rút eo được nha chị, xem ý cái đó rút eo điều chỉnh được nha, eo mình tới đâu mình rút cái đó, cũng phải không có rút eo được. Cái này người ta may luôn không rút được nha chị, cái phần này là nó phần này nó bo nha chị ơi, phần giữa là nó bo nha, còn cái dây này cột lại thôi chứ không rút được nha, không rút được nha chị, cái eo này là eo bo nè, nhưng mà cái này yên tâm, cái này size nó ghi size S thôi chị, size S thôi à. Rồi cái đầm này màu đen giùm em giá 135 ngàn, form này 56-57 kg lại men vừa. Đen này cổ sơ mi giùm em nha, vải beo đẹp luôn, cổ sơ mi vải beo đẹp, bèo ở dưới giùm em nha, và có bo ngang thun. Ok chị xe nét à, xe ít thì xe nét nè, chị xe nét xe ít nè. Rồi cái này chốt em màu đen giá 135 ngàn, màu đen ngang yêu là bo thun giùm em nha, vải hai lớp dày dặn có lót, cái này mặc rất là cưng luôn á chị, nhìn số vải giùm em nè, vải rất là xịn rất là đẹp nha, ở ngoài đẹp hơn trong like. Rồi nút cài nè, nút cài giùm em luôn, 135 ngàn, chốt em màu đen 135, đen nha, màu đen 135, màu đen, đen 135 ngàn, màu đen, ai lấy đen chốt đen. Bijame đợt này vải đẹp hơn đợt trước luôn mấy chị ạ. Rồi bijame này ai lấy chốt viên mẹ số 1 nha, 95 ngàn mẹ 1, vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi, vải nó mềm nó đẹp cực kỳ luôn nha, có túi nè. Rồi màu này chốt viên mẹ 1 giá 95 ngàn mẹ 1. Rồi 95 ngàn mẹ số 1 thì em nha, còn là màu dễ thương không à, 95 ngàn mấy chị chốt viên mẹ 1 nha, mẹ 1 giá 95 ngàn mẹ 1, mẹ 1 giá 95 ngàn. Rồi mẻ 2, 95 ngàn mẻ 2 màu này, đẹp lắm mấy chị ơi, màu dễ thương không nha, chốt em mẻ số 2 giá 95 ngàn mẻ 2. Hình con thỏ. Rồi 95 ngàn mẻ 2 dùm em nha, ai lấy mẻ 2 rồi chốt em mẻ 2 giá 95 ngàn mẻ số 2. Đồ pyjama full viền giá 95 ngàn, rồi chốt em mẻ 2 nha, mẻ 2 mấy chị ơi, mẻ số 2. Rồi 95 ngàn chốt mẹ 2 em nha, em qua hàng khác nha, pyjama chứ qua hàng khác nha chị ơi, qua đầm nha. Chân váy đỏ giùm em nè, chân váy đỏ nè, chân váy đỏ này size XL giùm em nha, 58 kg và kem mít 6 được nha chị Lê Hàng, 58 kg kem mít 6 thì được. Rồi chân váy size XL màu đỏ, XL màu đỏ, cái này để em coi còn size gì. Cái này chỉ có size XL thôi, 45 ngàn, ai lấy chốt em chân váy đỏ nè. Rồi đỏ 45 ngàn, chờ lấy chốt em chân váy đỏ giá 45, vải là dạng như là vải dẹ nha, chất đó là mình rất là đẹp luôn, mình đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi, size L 45 ngàn, đẹp lắm. Đây giùm em nha, có dây kéo phía sau đây nha mấy chị ơi, XL mẹ số 4 giùm em nha, XL 45 ngàn, chứ size L giá 45 ngàn, thêu nè mấy chị ơi, vải là vải dẹ giùm em nha, toàn bộ là thêu hết luôn, giá 45 ngàn, ai lấy chốt giùm em đỏ,
đỏ nhan 45.000 size XL. Cơm hơi lớn. Rồi chị nào lấy chân váy đỏ chốt em chân váy đỏ nha. Chân váy đỏ 45.000 chân váy đỏ. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em nè. Đỏ 45 nha mấy chị ơi, đỏ 45. Đen form 40 đến 60 kg men vừa cổ keo. Giá 75.000 chốt em đen 75. Cái này cổ nó cổ keo như thế này mấy chị ơi, vải đẹp lắm luôn nha. Cổ keo vải đẹp nè. Rồi giá 75.000, ai lấy đen chốt em đen giá 75.000 đen nha. Co giãn thoải mái. Cổ ngồi màu đen nè, đẹp lắm mấy chị ơi. 75.000 nha, chốt em đen giá 75.000, form 40 đến 60 kg men vừa luôn cái này. Đen với 75 đen nha mấy chị ơi. Đen với 75.000 màu đen. Đen 75 giùm em nha. À lấy đen chốt đen 75. Rồi đầm cổ vít 135.000. Hôm này 5B 54kg trở lại men vùi men nha. Đúng một cái duy nhất. Màu đen chị Vy Vy giá 75. Chị Vy Vy này em đen 75. Rồi đầm màu xanh cổ vít giá là 135.000 dùm em, form 5B 54kg trở lại men vừa. Form 5B 54kg trở lại men vừa dùm em nha. 5B 54kg trở lại men vừa. Đen đó rồi, tí em coi còn thì em để chị Hiền nha. Em cứ ghi chị Hiền Nguyễn thôi, tí nữa em coi còn em để nha chị Hiền ơi. Giờ nó lộn xộn biết nằm đâu á. Chúng em coi còn em để nha. Rồi đầm cổ vít này dùm em nè. Rồi giá là 135.000 cái đầm này dùm em. Hàng beo đẹp luôn nha. 5B 54kg trở lại men vừa, hàng 2 lớp. Rồi hàng 2 lớp dùm em nha. À lấy vít xanh chốt em vít xanh giá 1B5. Bác hợp phạm 55kg mà chị kêu bao nhiêu em quên rồi ta. Ừ, phải bây giờ keo bao nhiêu cho em lại chiều keo nha, rồi em độ cho nha. Quên cái chiều keo của chị rồi. 135.000 cái đầm đó nha. Rồi em quay mẫu. Yếm nha mấy chị ơi, yếm này yếm nâu, gồm cái áo và cái yếm. Gồm một áo một yếm giá 135.000 nguyên cả set luôn, 1m50 sợ chật đó chị không vừa. Chật nha, bắt hộp phạm không vừa. Rồi yếm mặt giá 135.000 nguyên cả set luôn. Mà cái quần nó có cái quần bên trong nha mấy chị, yếm là yếm dài xuống dưới. Áo này mấy chị phối rồi cũng được nè, và yếm này mấy chị mặc với là áo khác cũng được nha. Giá là 135.000 nguyên set yếm dài. Yếm này bữa trước em có bán màu đen rồi nè, bây giờ nó có màu nâu nữa nha, màu nâu. Tay dài em nha mấy chị ơi, áo bên trong, yếm bên ngoài nha. Giá là 135.000 kẻ set luôn. Giờ lấy set yếm, chốt em set yếm nha, 135 set yếm. Rồi set áo này 85.000 nguyên cả set giùm em luôn, rồi một cái áo hai da đen bên trong. Rồi một áo hai da đen bên trong nha mấy chị ơi, và một cái áo nhũ bên ngoài, vả đẹp cực kỳ luôn nha. 85.000 nguyên cả set này giùm em, form 60kg đổ lại men vừa. Vả rất là đẹp nha, form 60kg đổ lại men vừa cái set này. Giá là 85.000, ai lấy set áo chốt em set áo nha. Giá 85.000 cả set luôn.
85.000 nguyên kẻ xếp dùm em nha. À, lấy chốt xếp yếm 85.000. Rồi áo bên trong nha, với lại áo bên ngoài luôn. Xếp của Minh Yếm một xếp nè. Chờ lấy nó bé dùm em nha, cái này vải đẹp lắm mấy chị à. Hàng Quảng Châu dùm em nha, 85.000. Minh Yếm một xếp nè. Chị Nguyễn Minh Minh với lại siêu le kim. Nguyễn Minh Minh siêu le kim, cái này em để Thùy Dương chưa ngon? Để rồi nha Thùy Dương ơi. Siêu le kim nè. Rồi em còn chiếc cuối cùng nha, chị nào lấy thì béo em. Còn chiếc cuối cùng, ai lấy thì béo em nha, 85.000. Chị nào lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Ngon ngon, cặp này có màu trắng nè. Của chú tao mới cọc có em nhớ không? Lấy em chị. Rồi đầm này siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Phơm 40 đến 60 kg giùm em nha. 135.000 có màu xám với màu trắng hai màu. Rồi đẹp xuất sắc, giống như màu áo thun là một cái chân váy lưới vậy nè. Đẹp lắm mấy chị à. Đây trời ơi, rất là đẹp luôn nha, màu xám màu trắng hai màu. Vải rất là đẹp, hàng Quảng Châu 40 đến 60 giùm em. Phía trước là chữ thêu, cái này giống như màu áo thun với là một cái chân váy lưới tầng vậy đó. Xinh đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, có lốt bên trong. Ngon, chị thấy bên kia nè. Ngon. Nhìn cái áo chữ thấy không? Áo chữ rồi ở dưới đó có màu trắng. Rồi chốt em màu nha mấy chị ơi, xám với trắng hai màu, form 40 đến 60 giùm em. Xít áo chị xe nít nè, xít áo còn xít đâu rồi đây. Chị xe nít xít áo nha chị, xít áo nè. 85 cho chị xe nít, bị khác luôn đi. Rồi đầm này em có màu trắng với là màu xám hai màu luôn, chị lấy chút em đầm kìm màu. Form 40 đến 60 kg men vùi em nha, beo đẹp luôn mấy chị ơi. Trước chữ là chữ thêu, vải xịn lắm luôn, hàng Quảng Châu nha. Phần dưới nè, rất là dễ thương luôn mấy chị. Form 40 đến 60 giùm em nha. 135.000, màu trắng màu xám hai màu. Trắng xám hai màu. A à, lấy giống ai? À, chị nào lấy bé em nha, đầm kìm màu. Rồi xám trắng hai màu, A à, lấy chốt em đầm kìm màu mẫu này nha. 135.000, màu xám là màu trắng hai màu. Rồi áo 95 giùm em nha mấy chị ơi, form này form giấu quần luôn á. 40 đến 60 kg men vừa hết giùm em áo này luôn nha. 40 đến 60 men vừa hết luôn, giá 95.000. Em có màu nâu nè. Màu nâu nè, màu đen nè. Màu nâu, màu đen nha mấy chị ơi, nâu đen. Nâu đen. 95.000 áo nha. 95.000 áo, form 40 đến 60, form giấu quần luôn mấy chị ơi. Nâu đen. Màu trắng. Ngon, im bỏ bì liền rồi để lộn. Trắng nha mấy chị ơi, 40 đến 60 giùm em nha. Nâu đen trắng. Nâu đen trắng nè, với màu xám màu hồng luôn. 95.000 áo, form 40 đến 60 giùm em nha. Áo này A lấy chút em áo kìm màu, màu xám. Áo này vải đẹp lắm mấy chị ơi. Xám giùm em nè, xám nha, trắng, nâu, đen với hồng luôn. Rồi 95.000 áo giùm em nha, A lấy chút em áo kìm màu. Giá 95.000 áo kìm màu. Hồng. Hồng nha mấy chị ơi, 95.000 áo kìm màu em hồng nè. Xám nè. Xám. Màu trắng. Trắng nha, màu trắng. Rồi màu đen với lại màu kè phôi sữa. Rồi A à, lấy chút em áo kìm màu nha, giá 95.000 áo. A à, lấy chút áo kìm màu giùm em là mẫu này nha. Chị lấy bé áo kìm màu.
chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Chân váy mặc là có hai màu nha mấy chị ơi, có màu xanh với lại màu vàng, hai màu. Chân váy mặc nha, có xanh với vàng hai màu. Áo hồi nãy em đang đóng thùng. Áo này là form 40 đến 60 giùm em nha. Áo là màu đen. Chân váy là 85.000 nha mấy chị ơi, chân váy có hai màu, màu xanh với lại màu vàng, hai màu em luôn. Rồi xanh với vàng hai màu chân váy này, chân váy toàn có quần bên trong nha mấy chị ơi. Chân váy toàn và nó có quần bên trong giùm em nha. Có lót quần bên trong. Đó màu vàng với lại màu xanh hai màu giùm em chân váy này nha. Vàng xanh hai màu toàn và có lót quần bên trong, vải beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy giúp em chân váy kìm màu nha. Rồi màu vàng với lại màu xanh hai màu giùm em thì lấy giúp em chân váy kìm màu. Áo khoác 135 nha mấy chị ơi, cái này ai lấy thì béo em nè, cái này còn ít. Áo khoác giá 135 dùm em, khoác len nha mấy chị ơi. Form 40 đến 60 dùm em nha, áo này 40 đến 60kg mang dùm em giá 135.000. Màu vàng nè. Vàng ai lấy chốt em mẻ 1 nha. Mẻ 1 nè. Mẻ số 2 giá 135 giùm em, 40 đến 60kg men vừa. Mẻ 2 là màu này em nha, mẻ số 2. Mẻ 1 nè, mẻ 2 nè. Rồi mẻ số B là 135 nhột áo, chất len rất là mịn, rất là dày dặn luôn nha. Mẻ số B là màu này em nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Mẻ số B nha, giá 135.000 mẻ B. B nè. Rồi mẹ số 4 dùm em nha, 135.000 mẹ 4 thì lấy chốt em mẹ 4. Rồi giá 135 mẹ 4 dùm em nha, chị lấy mẹ 4 chốt em mẹ 4, giá 135 mẹ 4. Mẹ 4 nha. Rồi mẹ số 2. Số 2 cho Võ Bích Ngọc một cái mẹ 2 nè. Mẹ em ngân Võ Bích Ngọc một cái mẹ 2 nè. Chị Trần Thị Thảo Nguyên mẻ 2. Trần Thị Thảo Nguyên cho em địa chỉ luôn chị ơi. Trần Thị Thảo Nguyên mẻ 2 cho em địa chỉ luôn. Rồi ai lấy nữa béo em nha. Rồi mẻ 1 nha mấy chị ơi. Mẻ 1 là màu này 135 vải đẹp lắm luôn. Thực sự vải đẹp lắm luôn nha. Mẻ 1 dùm em nè, mẻ 1. Rồi mẻ 2 em còn đúng cái cuối cùng, mẻ 2 beo đẹp luôn, mẻ 2. Rồi mẻ số 3. Mẻ số 3, số 3 giùm em nha, số 3 đẹp lắm mấy chị ơi, số 3 nè. Số 3 giùm em nha, 135 nha Thỏa My ơi, form đẹp lắm luôn á, siêu lê kim ơi. Em còn số 3 nè. Số 3 là mẫu này nha, 135.000 mấy chị mua nhận hàng ưng ý liền luôn nha. Số 3 là màu này. Rồi số 4 là màu này dùm em nha. Số 4 là màu này. Số 2 của chị xe xỉ số 2 nè. 135 chị xe xỉ số 2. Rồi số B là màu này dùm em nha. Số 4 là màu này. Chị beo vừa luôn chị xe xỉ ơi. Chắc chắn là vừa nha chị. Vải co giãn dùm em nha. Beo đẹp luôn. Số 4 dùm em là màu này, số 4 nè. Màu này mẻ số 1 dùm em nha. Màu vàng mẻ 1. Màu vàng mẻ số 1 dùm em nè. Mẻ 1. Em còn mẻ 1, mẻ B với lại mẻ 4 nha. A lấy thì béo em. Số B cũng còn cái cuối nè. Số B còn cái cuối. Số 4 còn cái cuối giùm em nha. Còn cái vàng thì em còn 2-3 cái. Rồi A lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Số 4 là màu này. 135.000 mẻ 4. 135.000 mẻ 4 giùm em nha. 135 mẻ 4 nè. Nhét lại vừa. Nhét lại vừa.
Vừa chị, vải len mày cái này vừa. Rồi ai lấy chốt em mẹ 4 nha, mẹ 4 nè. Mẹ B nè, lên form rất là đẹp nha. Ai lấy chốt giùm em còn cái mẹ B cuối nè. Cái mẹ 4 cuối nha, còn cái màu vàng là mẹ 1 giùm em. Rồi 135 ai lấy chốt em áo kìm màu. 135 rồi lấy chốt áo kìm màu giùm em nha. Rồi em còn một xích trắng thì dính rồi. Thì dính màu rồi. Rồi em lên xích này nha chị ơi. Xích này xích đầm 1B5 kẻ xích giùm em nha. $135.000 gồm cái áo trắng rút nè mấy chị ơi, gồm cái áo trắng giùm em nha, áo trắng form rộng nè, nó có rút ở dưới nha, nó có dây rút phía dưới giùm em nè. Áo trắng form rộng dưới này giùm em nha mấy chị ơi, và một cái đầm bên trong. Giống như mà một cái chân váy hay là một cái áo gì á, chân váy nha. Bên trong một cái đầm như này, bên ngoài là một cái áo, cái này mấy chị biết sao không, về nhà chị nào muốn mặc thành chân váy á. Cắt re giùm em luôn rồi thành chân váy và kéo dây, tại vì phần này nó làm thun như mình nè. Re thợ may người ta cắt re luôn, người ta cắt re nha. Làm mình được một cái áo dây là một cái áo kiểu là một cái chân váy rồi luôn. Đẹp lắm, 135.000, 40 đến 60 mang vừa em nha. Em có cái này một cái đầm nha mấy chị ơi, một đầm bên trong nè. Phần ngang em nó làm thun á, phần ngang em nó làm thun nè. Đó. Mấy chị sửa thành chân váy được luôn, nếu như mà ai không muốn mặc đầm mà muốn sửa lại thì nó thành ba món luôn nha. Chia ra ba món 135.000 cực kỳ là rẻ luôn. Đó, thành một cái chân váy đen giùm em, thành cái chân váy đen nha. Với lại áo nè. Áo này mặc trở vai, lật vai, mặc bình thường thì được hết luôn. 135.000 nó có rút dây nha mấy chị ơi, rút nha. Đó, set của nó là ở trong màu đen, bên ngoài màu trắng. Về bên ngoài màu trắng, bên trong màu kim giùm em nha. Màu kim. À lấy chốt giùm em nè. Chị Trần thì Thảo Nguyên ơi, lên địa chỉ giùm em chị Thảo Nguyên ơi. Có số mọi rồi em chụp chưa? Trần thì Thảo Nguyên em địa chỉ nha. Rồi xíu này A lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Gồm một cái tầng lưới ở dưới nha, 135.000 cả set luôn. Cái này bên trong là màu kim giùm em nha, áo bên ngoài màu trắng. Rồi bên trong màu kim, áo bên ngoài màu trắng rút như thế này giùm em nha. Đầm tay dài, dáng dài đi em mà chị. Dạ rồi, ok chị Hải Vy Nguyễn nè. Rồi cái này ai lấy thì béo giùm em nha. Xếp nó rút lên như thế này nha. Mình muốn rút bao nhiêu là tùy ý của mình luôn. Áo này mấy chị mặc rồi cũng được nha. Rồi kẻ xếp 135 giùm em. Ai lấy chút em xếp kìm màu. Màu đen hoặc là màu kim giùm em nha. Xếp kìm màu. Xếp em xếp gọn. Cái nào gọn rồi, rinh qua chia luôn cho nó gọn. Ok em Thùy Dương nè. Xít này em còn số một xít nữa nha. A à, lấy thì béo em nè. Xít này còn số một xít nè. 85.000 chị lấy thì béo em nha. Xít đó từ 40 đến 60. Cái đó 60, 65 cái gì vừa hết luôn nha mấy chị ơi. Tại vì thun nó rất là co giãn nha Thùy Linh. Em mặc là béo vừa luôn á. Lấy màu gì thì bán màu đó giùm chị nha. Rồi đầm caro dáng dài, form 60kg đổ lại men vừa. Caro này có dây cột eo giùm em nha. Rồi đầm caro này có dây cột eo luôn nha mấy chị ơi, giá 135.000 có dây cột eo. Đắp chiếu que nha, mặc đắp chiếu que. Xí đây mặc là béo vừa, lấy màu gì béo chị. Ờ,
Rồi ship đầm caro 135 giùm em nha. Lấy đầm caro, chốt em đầm caro. 135.000, 60kg đô lại men vừa. Đó, mặt vô rồi cột nơ lại giùm em nha. Chất caro nè, vải rất là mịn, rất là đẹp luôn, đắp chiếu. Ok em Thùy Linh cho xem lại màu đen. Rồi lấy đầm caro này, chốt em đầm caro nha. 135.000, vải beo đẹp luôn mấy chị ơi, hàng Quảng Châu nha. Chất xịn cực kỳ luôn nè. Rất là xịn, rất là đẹp giùm em nha. Caro 135.000. Cho lại màu đen. Con là màu đen. Rồi đây màu đen đây. Đây nha Thùy Linh ơi. Cơ 1 2 giây bên trong đây. Lưới tầng nha, mặt luôn rất là sang luôn. Lưới tầng ở trong giùm em một cái áo bên ngoài. Rồi kẻ xít luôn, giá 135.000 kẻ xít. Mặt beo thoải mái nha. 135.000 nguyên kẻ xít luôn. Lấy thì béo im nha mấy chị ơi. Béo nha, kẻ xít luôn, giá 135 nguyên kẻ xít. Gồm áo nè, áo này rút nhiều rút ít hay là để bình thường là do mình nha. Rút nhiều rút ít để bình thường là do mình. Còn nói cái đầm bên trong lưới nè. Rồi lấy thì chốt chị đen nha Thùy Linh ơi. Lấy thì chốt đen nha, 135.000 đen. Đen 135 đen. Bên nó có cái đầm nèo tay dài. Tay dài mà dán dài đi quen chị. Không, em ở trên nó phối màu trắng nha Thùy Linh. Ở trên nó phối màu trắng. Tay dài mà dán dài mà tay dài luôn nha. Rồi chân váy đen size M giá 85.000 mẫu này. Đen size M giá 85.000 giùm em nha. Có lớp quần bên trong. Size M form tầm 52-53kg. Trở lại là men vừa. Tầm 52-53kg lại men vừa. Size M 55kg với chị keo keo cũng vừa luôn. Chân váy đen size M, vải beo đẹp. Chân váy đen size M Minh Thư này. Chân váy đen size M Minh Thư. Rồi đầm nâu tay dài giá 135 giùm em nha mấy chị ơi. Nâu tay dài giá 135, 57-58kg đó lại men vừa cái này giùm em. 85.000 cho Minh Thư đi. 57-58kg lại men vừa đầm nâu, 135.000 đầm nâu. Giờ lấy đầm nâu, chốt em đầm nâu 135 nha. Quả đẹp lắm luôn mấy chị ơi, nâu giá 135 nâu giùm em. Nâu cho chị Hải Vy Nguyễn 135. Hải Vy Nguyễn nâu 135 này. Rồi, có cái quần đen giá 65.000 giùm em nha mấy chị ơi. Quần đen giá 65.000, form 55kg đó lại men vừa, nó có hai túi hai bên. Nó có hai túi hai bên giùm em nha, hai túi hai bên, lưng là lưng thun. Dạng quần bít ghi á. Rồi lấy chốt em quần đen giá 65, form 55kg lại men vừa, quần đen giá 65.000 quần đen. Rồi quần đen giá 65.000 quần đen giùm em nha. Lấy chốt đen giá 65. Đúng một cái 55kg lại lại men quần em nha. Chốt em đen giá 65.000 đen. Rồi đầm hồng giùm em, đầm này có màu hồng với là màu xanh hai màu. Đầm này có hồng với xanh hai màu nha mấy chị ơi, tay dài dáng dài. 60kg đổ lại men vừa. 60kg đổ lại men vừa giùm em, cái này dáng maxi dáng dài luôn. Rồi nút cài từ trên xuống dưới giùm em nha, nút nè mấy chị ơi, cài từ trên xuống dưới luôn. Vậy mình đắp chéo que mình cột cái dây lại nha, dây nè, cột phía sau hoặc là đắp chéo que trước cột lại cũng được luôn. Đắp chiếu đây trước cột lại hoặc là mấy chị cột đây sau cũng được giùm em nha. Giá là 135.000 đầm này. Đắp chiếu cột lại nè.
hoặc là cột ra sâu cũng được luôn dùm em mẫu này nha. Giá là 135.000, mẫu này em có màu hồng với là màu xanh hai màu. Cái này người ta làm dây nó dài nên mình quấn mấy vòng luôn á. Tại vì mẫu này người ta 60kg lại mang vùi em nha. Dây nó hơi dài. Đây nha mấy chị ơi, dây hai bên dùm em nè, cột lại. Mà xong cột ra sau hoặc là cột ra trước thì cũng được nha. Cột ra sau cũng được, cột ra trước cũng được luôn. Vải beo dày dặn, beo đẹp cho mình luôn. Nút cài từ trên xuống dưới nha. Đó, em có màu xanh với là màu hồng hai màu, giá 135.000. 135 xanh với hồng hai màu. Giờ lấy đầm này chốt em đầm kìm màu nha, màu xanh nè. Màu xanh. Rồi với lại màu hồng nè, hai màu giùm em nha. Xanh với hồng hai màu giá 135.000, tay dài dáng dài luôn đó chị ơi. Tay dài dáng dài luôn nha, giá 135. Xanh với hồng hai màu giùm em, ai lấy chốt em đầm kìm màu. Chân váy nâu giá 75, ai lấy chốt em chân váy nâu, cái này size có quần bên trong luôn nha. Chân váy nâu size L giá 75, ai lấy chốt em chân váy nâu giá 75.000 size L. Hai túi hai bên. Chốt em chân váy size L 65kg vừa, chắc chắn là vừa cái đầm ở sau luôn nha chị Mê Cớt ơi, chắc chắn vừa nha chị. Ở sau làm form suông đó mình cột dây á, cho nên form của nó rất là rộng rãi luôn nha. Chắc chắn vừa cái đầm sau, lấy màu gì bé màu đó giùm em nha. Rồi chân váy này là size L giùm em nha, 60kg độ lại. Có quần thun bên trong, chốt em chân váy nâu. Áo đang mặc 95 có màu luôn nha Minh Thư ơi. Áo mặc 95 có màu luôn. Rồi chân váy nâu 75 giùm em. Chân váy này dạ đầm không có đen nha chị. Đầm không có đen, chân váy cũng không luôn. Đầm em chỉ có hai màu đó thôi à. Mặc màu trắng á chị, xe nét màu trắng nè. Em mặc màu trắng chị, xe nét. Rồi em mặc còn màu hồng nè. Hồng đen. Đẹp lắm mấy chị à, hồng nè, đen nè, 95.000 nha nghe. Hồng đen kèm phơ sữa với lại màu xám. Em mặc nha, hồng đen kèm phơ sữa màu xám, bốn màu. Rồi lấy màu gì bé màu đó giùm em, giá 95 vải đẹp mấy chị ơi. Xám giùm em nè, xám nè. Rồi nâu nè. Rồi hồng nè. Với mặt là màu đen nha, 95.000 bốn màu. Ai lấy chốt im áo đang mặc kìm màu. Rồi chân váy mấy chị ơi, 85.000, chân váy này size M. Có sỉ đằng sau nha. Áo nâu cho Minh Thư. Áo nâu cho Minh Thư 95 nè. Rồi chân váy này chốt em chân váy size M giá 85.000. Đây đây, phía trước của nó nha, nó xỉa trước, có hai túi phía trước luôn. Size M này tầm 52kg lại men vừa giá 85.000. Chỗ cái này đẹp chưa luôn mấy chị ơi. Cái này không chốt là tiếc nha. Dây kéo nằm phía sau beo đẹp luôn. Nâu chị Phượng Ruby size M, chấm bi sau lưng chị coi. Rồi form 57-58kg lại men vừa. Em hết chân váy size M nha. 57-58kg lại men vừa maxi bi nha chị Hải Vy Nguyễn ơi. Đầm maxi bi giùm em nha. 85 em. Đầm maxi bi giá 135.000 giùm em nha chị ơi. Maxi bi 135, tay là tay dài. Rồi cột nơ ở đây giùm em nha. Ngang em nó bo nhúng. Rồi bo nhúng ngang em luôn. Chốt em bi trắng nha chị, giá 135 bi trắng. Beo đẹp luôn, bi trắng 135. Bi trắng 135 giùm em nha. Chân váy rêu. Hai cái trước em ship chưa, nếu chưa em chị Hải Vy á, đơn chị Hải Vy Nguyễn đi chưa? Coi sổ thử lẹ em. Rồi chân váy màu rêu này em còn size lớn nha. Size này 60kg lại men vừa size L á.
L 60 kg đó lại men vừa, chốt em rêu giá 75.000, trong với màu rêu 75.000 xa lớn. Hải Vy Nguyễn tỉnh nè, tỉnh rồi, chốt em rêu nha mấy chị ơi, 75.000 rêu. Rêu giá 75.000, xanh rêu mà em nha, 75.000 rêu. Đi rồi hả? Mấy cái ra mấy cái. Đi rồi chị Hải Vy Nguyễn ơi, ngày bao nhiêu ngon coi thử. Ngày 7 là chắc chị còn nhận được rồi, chị sẽ nhận trước chủ nhật thôi, chị yên tâm nha. Rồi cái này chốt giùm em nha mấy chị ơi, rêu giùm em nha. Ngày 7 hôm nay ngày 11 không? 11 hay ngày 10? Ủa hôm nay mình sao chưa nhận với ta? Sao chưa giao với ta? Em gửi ngày 7 rồi chị Hải Vy ơi. Có quần, cái này không có quần nha chị Duy Nguyễn ơi, có lót dày dặn nhưng không có quần nha. Ủa vải của nó dày dặn lắm, không có quần nha chị. Rồi cái này tự mặc quần, quần bên trong giùm em nha. Mới nhận một đơn hôm qua. Vì đơn gần nhất là ngày 7 không ngon. Vậy là coi trong này còn không? Rồi để em coi, nếu như mà đơn em chưa gửi thì em sẽ dồn lại chị nha. Rồi xem tuần em gửi cho nha. À ý là cái hôm kia em like chị mới đặt lại é. Rồi đợi em tí em kiểm tra nè, coi lẹ em. Rồi cái này rêu 75, ai lấy chốt em rêu 75.000 hai lần. Còn như vậy Hải Vy Nguyễn ơi, là em gộp chung đơn này rồi, để sang tuần em gửi chị nha. Còn đúng không? Trời ơi cái nâu đẹp ghê mấy chị ơi. Chân váy nâu này, chân váy nâu này form 52 kg lại men vừa, giá 85.000. 85.000 form 52 kg lại men vừa, ai lấy chốt em nâu. Nâu mấy chị ơi, 85.000 form 52 kg lại men vừa, nâu giùm em. Nâu này hôm bữa eo 72 không vừa nè hả? Eo 74 không vừa hả em? Cái này tầm 52 kg mít 6 đó lại giùm em nha. Rồi cái gì Hải Vy Nguyễn nè. Bữa là mới có một cái thôi em, hôm nay cái nó là hai cái đúng không? Rồi nâu này giùm em nha. Chị nào mặc cái này tương đương size S á, ai lấy thì chốt em nâu size S giá 85.000, nâu size S nha. Nâu size S giá 85.000, mặc xong rồi đắp que cột lại, cái này dễ thương lắm luôn mấy chị ơi. Còn đúng cái cuối cùng. Kiểu của nó đây nha, đắp que nè, đắp que dễ thương lắm luôn mấy chị ơi. Tầm size S giùm em nha, ai mặc size S thì lấy cái này, nâu 85.000 màu nâu, beo đẹp luôn. Nâu size S là gì, phụng ruby này. Phượng ruby rồi, quần này 65 giùm em nha. Form này 55 kg lại men vừa, giá 65.000. 55 kg lại men vừa, không có size bự em ơi. Rồi 65.000, 55 kg lại men vừa, ai lấy chốt đen 65. Ống bo luôn nha, quần ống bo. Rồi đen 65.000, quả này đẹp nha mấy chị ơi. Xếp quần dài á chị, quần dài là chỉ có cái loại thở theo 201, bữa trước chị Vy mua chưa? Cái loại 201 á. Rồi cái này chốt giùm em nha. Quần 65.000, quần thở theo, ống bo 55 kg trở lại men vừa, giá 65.000. Giá 65.000 giùm em nha, ai lấy chút em quần đen giá 65. 55 kg lại men vừa, vải co giãn. Cho chị mấy cái set kia ra luôn em ngon, hình như còn ít hả. Quần đen 65 chị Tuyết Sinh Nguyễn. Cái set 201 em còn một ít à. Em về hàng đợt 2 á, khách mua hỏi nhiều, em về đợt 2 nên là còn ít à. Đi 65 thì Tuyết Kinh Nguyễn này. Này hết luôn đúng không? Cái 201 này nè mấy chị à. Cái này mua toàn là mua xong rồi là đặt thêm màu luôn á, đẹp lắm. 201 kẻ tiếp. Hàng cao cấp. Còn ngắn không? Rồi ai lấy thì béo em nha. Xít này 201 nguyên kệ xít luôn. Giá 201 nguyên xít. Màu này chốt em mẻ 1. Rồi xít này đẹp ghê luôn. Em lấy đúng đủ màu luôn á.
Chốt em màu này mẻ 1 nha, 201 mẻ 1. Hàng cao cấp, vải đẹp cực kỳ luôn. Đẹp lắm trời ơi. Đẹp lắm mấy chị à. Chốt em màu này mẻ 1 nha, rất là đẹp luôn. Vải nè, cầm rất là nặng tay luôn, đẻ lắm mấy chị ơi. 201 kẻ xếp em nha, chốt em mẻ 1. Rồi màu này mẻ 2 giùm em, màu này mẻ 2. Cái nâu đậm hồi nãy 75k cho em xem lại, ok em Minh Thư. Rồi này chốt em mẻ 2 nè, mẻ 2. 201 mẻ 2. Đẹp lắm mấy chị ơi, chốt giùm em nha, 201 mẻ 2. Xịn đẹp cực kỳ. Hàng này mặc quanh năm suốt tháng mấy chị, mặc suốt không bao giờ lỗi mốt luôn cái set này nè. Xem cực kỳ luôn nha, không bao giờ lỗi mốt hết. Mẻ 2. Số B là màu này giùm em. Số B màu này đẹp ghê luôn. Số B màu này đẹp lắm mấy chị ơi. Số B màu này giùm em nha. Đó, số B màu này. Cái này là ống to cho nên là ai mặc cũng phải trơn mắt ké hết. Chị Hả Vi Nguyễn ơi, bữa trước em với chị, bữa trước chị Trân quay thử có em ngon không? Khách của em có chị keo mít 6 mấy luôn á, mặc vẫn bình thường, mặc cũng trên mắt ké nhưng mà nó không có bị ngắn nha chị. Kiểu như là không có bị ngắn tít ở trên đâu. Nó vừa vặn với người mình chứ nó không có bị ngắn tít ở trên nha chị. Hồi nãy Minh Thư chốt cái nâu đang mặc rồi đúng không ngon? Đưa lại em chị cái đó. Mít 65 chị. Chị 1m65 em rồi. Đây nha em ơi. Minh Thư ơi, cái này mặc thành một set được nè. Áo màu nhạt và quần màu đậm nè em, mặc thành một set được nha. Chân váy là 75. Đẹp lắm. Ok, Minh Thư nè, là một áo, là một chân váy nè em. Chân váy 75, áo 95. Rồi, xếp hồi nãy A lấy thì bé đi nha. 201 kẻ xếp. Gần hết rồi, còn một ít nè. Nặng, cầm nặng đuối tay luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn, 201 kẻ xếp. Rồi, chân váy này dùm em nha. Cái này size S. Chân váy size này giá 75.000. Chân váy nào như chị đang mặc mà kiểu nhà que gối không chị? Còn em ngon ngon hết rồi đúng không? Kiểu như này mà dài mình còn không ta? Hết rồi nha em ơi, bỏ Bích Ngọc ơi. Rồi chân váy này 75.000 size S giùm em nha. Có dây cột eo. Mặc xong rồi cột cái dây này lại nha. Nó có đai cho mình luồn vô mình cột lại nè. 75.000 chốt em chân váy xám size S nha, 75. Chúng em chân váy xám size S giá 75.000 nha mấy chị ơi. Ồ đẹp lắm nha, đẹp lắm mấy chị ạ. Xám size S giá 75. Chị Phượng Ruby này em nhớ bỏ dây vô nè. Chị Phượng Ruby 75. Chân váy 65, cái này size XL. 65.000 size XL dùm em. A lấy chút em chân váy size XL giá 65.000. XL dùm em nha, giá 65.000 size XL. 65 dùm em nha. Rồi chốt em size XL giá 65.000 size XL. A lấy thì bé em nha mấy chị ơi, size XL dùm em nha. Giá 65.000 size XL. Rồi set này giá 85.000 dùm em nha, gồm áo trắng nè. Còn áo trắng trơn với lại quần với lại chân váy chữ giá 85.000 nguyên kẻ xếp. Form này 57-58kg trở lại men vừa. Có xỉ một bên nha. Có xỉ hai bên luôn. Rồi chốt em xếp nè mấy chị ơi, 85.000 kẻ xếp. Rồi chốt em là 85.000 nha kẻ xếp luôn. Form 57-58kg lại men vừa, chân váy dài que gối. Chốt em nha mấy chị ơi, xếp nha. Tiết nhan chân váy chữ đi với lại áo trắng trơn.
mấy chị áo trắng có thể mặc rồi với đồ khác về trong quán đại phố là áo đen cũng được luôn nha. A à, lấy chốt giùm em nè. Giá là 85.000 nguyên set, 5758 kg lại mang vừa. Chân váy của nó dài que gối giùm em nha. Rồi chốt em set giá 85. Rồi set giá 85 giùm em nha. A à, lấy chốt set. Xác nách giùm em giá 65.000. 40 đến 60 kg mang vừa, áo này vải đẹp nha mấy chị ơi, giá 65.000 giùm em, vải siêu co giãn luôn nè. 40 đến 60 kg mang vừa hết em áo này luôn nha. Giá 65.000. 65.000 giùm em nha mấy chị ơi, 65.000 áo này. Xác nách nè. Vải đẹp lắm luôn, rất là co giãn giùm em nha. 65.000, form 40 đến 60 là mang vừa hết giùm em luôn. Xác nách mấy chị ơi, mặc bao mát luôn nha, vải nè, co giãn rất là tốt luôn. Ok em bỏ bánh ngọc nè. Rồi A à, lấy cái này chốt em áo đen nha, giá 65.000 áo đen. Áo đen giá 65.000. Đây nha bỏ bánh ngọc ơi, cái này giá 85.000 kệ xít nha em. 5758 kg lại men vừa, gồm áo trắng với lại chân váy chữ. Giá 85.000 nguyên set luôn. Rồi giá 85.000 nguyên set giùm em nha. Chân váy dài que gối. Chốt em set nha, set 85.000. Áo trắng trơn, đi với lại chân váy nè, đeo đẹp luôn. Xỉ hai bên nha, có xỉ hai bên. Rồi A à, lấy tiếp chốt em set nha, 85.000. Vỏ bánh ngọt này em ngon. Rồi cái này em nha mấy chị ơi, yếm xám giá 85.000. Yếm xám giùm em nha, 85.000 yếm này, yếm rồi. Rồi tè sau dài hơn tè trước, 85.000 chốt em xém, form 40 đến 60, 65 cái gì vừa hết em luôn nha. Phối là áo trắng, áo đen hoặc là áo sơ mi gì đó cũng được nha mấy chị ơi. 85.000 chốt em xém. Bao đẹp luôn nha. 85.000 chốt xém giùm em nè. Xỉ nha mấy chị ơi. Xém 85.000 a à, lấy chốt giùm em nha. Phối là áo trắng, áo đen bên trong hoặc áo sơ mi cũng được luôn. Bao xịn bao đẹp, cái này rất là dễ thương luôn mấy chị, nhìn tè của nó nè. Tè sau dài hơn tè trước nha. Rồi chốt em xám giá 85.000 màu xám. Giùm em nha. B5 giùm em, cái này còn đúng xít cuối cùng. Đeo đẹp luôn, áo nè. Cùm áo là chân váy dáng dài 135.000, xít len 1B5. Áo trắng giùm em nha mấy chị ơi, áo trắng nè. Đi với lại chân váy dáng dài 135.000 nguyên kẻ xít luôn. Còn nha bắp nù ơi. Rồi A à, lấy béo em nha, xít này giá 1B5, chân váy đen dáng dài. Chân váy đen dáng dài mấy chị ơi, dáng dài giùm em nha. Đi với lại áo trắng này 135.000 nguyên kẻ xếp. A à, lấy chốt giùm em nha, xếp đen 1B5 xếp đen. Xếp đen 1B5 xếp đen giùm em, chân váy nó là dáng dài luôn, beo đẹp luôn mấy chị ơi. Chân váy này vô mùa của nó là 101 một chân váy á, chân váy rời không mấy chị, 101. Còn này kẻ xếp luôn 1B5, A à, lấy chốt em xếp trắng 1B5 nha. Làm em hỏi là mẫu này đúng không bắp nù ơi? Không, một cái đầm đen tay nhũ. Đầm đen suông mà cái tay nó hơi phồng phồng ấy em à. Hồi nãy chị bỏ vào đây.
không? Đây nè, bắp nụ ơi, em coi thử phải cái này không? Còn đúng cái cuối cùng luôn, giá 135. Đúng cái cuối cùng. Đúng cái cuối cùng nha em, đúng cái này lấy thì ok em chị nha. Còn cái cuối 135.000, còn cái cuối 135 nha, còn cái cuối lấy thì béo nha em bắp nù ơi. Rồi đây nha, lấy thì béo em nha, còn đúng cái cuối cùng giá 135. Rồi ok, bắp nù này. Bắp nù nè. 135. Rồi chân quái bi 75.000 giùm em nha. 53-54 kg trở lại men vừa. Chân váy bi dáng dài 55 kg lại men vừa mấy chị, 55 kg lại men vừa giá 75 nha. Chị lấy chân váy bi, chốt chân váy bi giá 75. Bi dáng dài dùm em nha, dài que gối luôn, phía sau có lưng thun cho mình và có dây kéo. Sau có lưng thun và có dây kéo, giá 135 dùm em nha. 135 giá là 75.000 nhầm. 75.000 a, lấy chốt em chân với bi 75 nha, dáng dài. Bi 75 dáng dài mấy chị ơi. Rồi lấy chốt giùm em nha, bi. Bi 75 dáng dài, 55 kg cho bạn mang vừa. Đầm bi 135 giùm em nha mấy chị ơi, 55 kg đó lại men vừa. Cái này dài rồi. 135.000 đầm bi giùm em nha, 55 kg đó lại men vừa giá 135. Maxi bi tay dài, dáng dài beo đẹp luôn, vải dày dặn nha, hàng Quảng Châu. Rồi giá là 135.000 giùm em, chị nào lấy bi chốt bi 135 bi. Nút cài em nha, cổ của nó này mấy chị ơi rất là dễ thương luôn nha. Đây, cổ nè. Rồi 135.000, 55 kg lại men vừa, tay dài, dáng dài luôn. 135 giùm em nha, chị Hải Vy Nguyễn còn coi không, chị mặc cái này đẹp nè. Rồi chị nào lấy bi, chốt em bi nha mấy chị ơi, giá 135.000 đầm bi, 135. Ngon lát nụ có móc em kia cái này này luôn nha, đừng xếp nha. Rồi 135 bi giùm em nè, à, lấy bi, chốt bi nè, 135 bi nha mấy chị ơi. Bi 135. Rồi áo 95 giùm em, cái này form 40-60 kg men vừa nha, tay dài cổ tim nút nè mấy chị ơi, nhúng nhúng phía trước nha. 95.000, em có màu nâu, màu hồng với màu trắng be màu, nâu hồng trắng be màu, hồng nâu hồng. Rồi nâu hồng. Với màu trắng be màu nha. A à, lấy chốt em áo kìm màu.
trắng nha mấy chị ơi, trắng nè, màu trắng. Màu hồng giùm em nha, màu hồng. Màu hồng nè. Với lại màu nâu luôn, là ba màu nha. Giá là 95.000 áo, chị lấy chốt em áo kim màu. Form 40 đến 60 kg là men vừa hết luôn nha. 40 đến 60 giùm em. Rồi nâu trắng với lại hồng, ba màu nha. À lấy chốt em áo kim màu. Nâu trắng hồng. Nâu trắng hồng ba màu nha, giá 95.000. À lấy chốt em áo kim màu. Đen 75.000, chị lấy chốt đen giùm em nè. Đen nha, 75.000. Form này 55-56kg là men vừa. À lấy chốt đen giá 75 đen giùm em. Cổ là cổ keo nha mấy chị ơi. Cổ là cổ keo nha, vải beo đẹp luôn, tay dài. Tay dài giùm em nha. Chốt em đen 75. Đen 75 nha mấy chị ơi, đen 75.000. Đây nha, đen giá 75.000. À lấy đen chốt đen giùm em, 75 đen. Vải rất là dày dặn luôn mấy chị ơi, vải dày dặn cực kỳ luôn nha. Co giãn 55-56kg lại men vừa, chị lấy chốt em đen nha, giá 75 đen. Đen 75 nha mấy chị ơi, đen 75. Xít len lúc nãy có size gì vậy? Xít len free size nha chị Sani ơi, lung tung mè. Xít hồi nãy đâu rồi ta, đây. Cái này là free size nha chị Tennis. 40 đến 60 đường men được nha chị. 135 giùm em, 40 đến 60. Chân váy nè. Đi với lại áo nha chị. Và nó co giãn nha, cho nên từ form 40 đến 60 là vừa hết rồi. Nhầm chân váy size bao nhiêu é? Chân váy nào ta? Chân váy nào chị Tennis, chân váy nào không có size nha chị. Tennis ơi, áo nè. Áo trắng là hân ngô, là áo trắng 95 đúng không hân ngô ơi. Quang lùm chị lại cái áo trắng 95.000. Trong bịch đi. Nè chị Tennis, Tennis. Áo này nguyên set nha hân ngô ơi. Áo này là nguyên set nha, 135.000 nguyên set. Vậy không phải kia. Rồi Tennis có lấy thì béo em là lấy set nha chị. Lấy thì béo lấy ship nha chị Tennis ơi. Rồi ok chị Tennis 135 nè. Tennis 135.000. Tennis 135 nè em. Chị hết rồi nha hông ngô ơi, cái đó cũng có đúng một tí nè. Tennis, Tennis 135. Rồi em quay mẫu. Váy giùm em nha. Chân váy da 75.000 size M, tầm 52kg với lại men vùi men. Chân váy da có quần bên trong 75.000. Chân váy da mấy chị ơi, có quần bên trong giá 75.000 giùm em. Form 52kg tới lại là men vừa, ở sau có dây kéo nha. Chân váy da có lốt quần bên trong 75.000 size M. M này form tầm 52kg với lại men vừa. Chân váy này hàng Quảng Châu giùm em nha. Rồi chị đã lấy chân váy dê, chốt em chân váy dê nha, 75.000 size M, tầm 52kg đó lại là men vừa.
52kg là men gồm em nha, có lót quần thun bên trong luôn, chân váy da. Màu xám nha quý chị ơi, màu xám nha. 75.000, có lót quần bên trong, quần thun bên trong giùm em luôn. 75.000 màu xám nha. Ai lấy xám chốt xám 75. Xít hồi nãy là của Sanit nha Hân Ngô ơi. Đợi tí hồi giờ tìm còn thì để vô cho em nha. Đợi coi nếu như mà còn thì để vô cho em nha. Rồi áo này giá là 65.000, ai lấy chốt em sọc giá 65. Form 40 đến 60kg men vừa. Túi nha quý chị ơi, có túi nè. Vải len nha, sọc trắng xanh. Sọc trắng xanh giùm em nè, 65.000, ai lấy sọc chốt sọc giá 65. Rồi 40 đến 60 giùm em nha, chốt em sọc giá 65.000 sọc. Sọc giá 65.000, ai lấy sọc chốt sọc 65 giùm em, có túi nhỏ ở đây, vải beo đẹp luôn. Rồi 40 đến 60 giùm em nha, sọc 65.000. Rồi kè phơ sữa giá 65.000 giùm em nha. Form này 55-56kg với lại men vừa. Kè phơ sữa giá 65. À lấy chút em màu kè phơ sữa nha, giá 65.000 kè phơ sữa. Đây nha quý chị ơi, rất là dễ thương luôn. 65.000 màu kè phơ sữa giùm em nè. À lấy chút kè phơ sữa giá 65. Kè phơ sữa nha mấy chị ơi, giá 65.000 kè phơ sữa. À lấy chút kè phơ sữa giùm em nha, 65.000. Rồi em ngưng la luôn nha mấy chị ơi, ngưng nha. Kè phơ sữa cho Hân Ngô. Kè phơ sữa cho Hân Ngô nè em. Có một màu nha Hân Ngô ơi, 65.000 quả đẹp lắm. Kè phơ sữa cho Hân Ngô giá 65. Rồi em ngưng nha mấy chị ơi. Bye bye nha. Tổng chào nha. Ủa ghi cho em ngon. Rồi rồi.